Chương 11, thức tỉnh. Dịch giả, cả rốt thơ để tự của cả rốt lão đạo cứ tưởng dễ sơi ai rẻ liễu thạch, là người gớm ghê một khi tỉnh khỏi cơn mê, sẽ tiễn họ bạch đi về nơi xa vẫn câu hỏi lớn đặt ra đây là hàn lập, hay là khỉ cưng. Lão vong mở chuyện ngập ngừng làm bao đạo hữu tưng bừng dự ngôn vẻ mặt bạch thạch, chân nhân trở nên nghiêm nghị, lão có vẻ rất cẩn trọng khi dùng chất lỏng màu đen kia. Lão phất ống tay tạo thành một đoàn hắc quang bao trùm lên đám chất lỏng, rồi đưa chúng tới khối băng màu đen. Chất lỏng vừa chạm vào bề mặt khối băng liền lập tức thấm vô trong, khối băng màu đen vốn dĩ trong suốt lúc này đen kịt hơn, khó có thể nhìn thấy mặt thanh niên bên trong. Trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng, lão đạo thu hồi hồ lô rồi khoanh chân ngồi xuống. Chất lỏng kia được lão luyện chế từ hơn chục loại nguyên liệu quý hiếm, có tên là Hắc Thi Hủ Hồn Thủy, nó có khả năng xâm nhập vô thần thức của tu sĩ làm suy yếu thần hồn, đúng là vô cùng âm độc. Hai tay Bạch Thạch chân nhân bấm niệm pháp quyết, những quang điểm màu đen bên trong khối băng như nhận được lệnh điều khiển một bộ phận nhỏ bắt đầu từ từ xâm nhập vô đầu liễu thạch. Ý định của lão là mỗi lần chỉ dẫn động một chút hắc thi hù hồn thủy, từ từ phế bỏ thần trí của thanh niên, làm như vậy sẽ hạn chế tối đa khả năng phản phệ, đảm bảo cẩn trọng không chút sơ hở. Mấy quang điểm vừa chạm vào da đầu thanh niên liền lóe lên rồi chui ngay vào trong. Không những thế, toàn bộ quang điểm bên trong khối băng bỗng dao động liên hồi, gần như chúng không còn nhận lệnh điều khiển nữa, mà đang lao thẳng tới người thanh niên rồi chui hết vô trong. Không hay rồi. Lão đạo biến sắc bấm niệm pháp quyết một cách điên cuồng như muốn điều khiển lại đám quang điểm kia, nhưng tất cả đã quá trễ. Trong chớp mắt, toàn bộ đám hắc thi hủ hồn thủy đã biến mất, tuy nhiên cơ thể thanh niên trong khối băng cũng không có gì thay đổi, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện quái gì vậy? Hắc thi hủ hồn thủy của ta đâu mất rồi? Bạch Thạch chân nhân đứng bật dậy, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, đồng thời lão thả ra thần thức dò xét khắp người Liễu Thạch. Tuy nhiên dù lão cố gắng đến mấy, thì cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường lão giả nhìn chằm chằm về phía liễu thạch sau khi hít vô một hơi thật sâu vẻ hoảng sợ trên mặt đã biến mất lão cho mày lại trên người tên kia không hề có chút chấn động của pháp lực chắc chắn không phải tu sĩ chẳng lẽ trước đây đã từng được phục dụng một loại thiên địa linh dược nào đó hoặc có dị bảo hộ thân thì vừa rồi mới có thể khắc chế được hắc thi hủ hồn thủy của ta những suy đoán xuất hiện liên tục trong đầu lão giả ánh mắt lão nhìn về phía trước ngực ngay dưới cổ thanh niên ở đó bỗng lờ mờ xuất hiện một quầng sáng màu xanh sẫm đang chớp chớp lão đạo có vẻ phân vân, ý định giải thoát thanh niên khỏi khối băng mới xuất hiện trong đầu liền dần ngay lại, dù sao pháp trận này đã được kích phát rồi, đâu thể bỏ ngang một cách dễ dàng như vậy. Sau một hồi trầm ngâm, lão lật tay lấy ra một cái hồ lô màu xanh biếc, rồi phất tay áo đánh ra một đạo pháp quyết, một đám ánh sáng xanh lóe lên trên miệng hồ lô, hơn chục con trùng màu xanh lá bay vèo ra. Mỗi con trùng dài cỡ nửa xích, to bằng sợi tóc, vừa bay ra đã phát ra những tiếng kêu chi chi, chúng lập tức hóa thành từng đạo lục quang chui vào, khối băng rồi nhắm thẳng tới đỉnh đầu thanh niên định chui vô trong những âm thanh cọt kẹt quái dị truyền ra từ trong khối băng đám trùng màu xanh dù rất nỗ lực cũng không có cách nào chui vào đầu thanh niên trên đầu liễu thạch dường như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó đang cản trở đám trùng không cho chúng chui vô bạch thạch chân nhân biến sắc lộ rõ vẻ hoài nghi hừ ta không tin là không thể đối phó với một tên đần như ngươi sau một hồi trầm mặc trên mặt lão lộ rõ vẻ tàn ác điên cuồng lão phất tay áo thu hồi đám trùng vô trong hồ lô sau đó khẽ cắn răng miệng tụng lẩm bẩm một đạo ánh sáng xám từ trên người lão bay lên trên đỉnh đầu rồi biến thành một cây quạt nhỏ màu xám cây quạt đang to ra không ngừng phía trên cây quạt có khắc chi chít nhiều tầng phủ văn cấm chế mới nhìn vô hoa cả mắt tuy nhiên đám phủ văn lúc này không hề phát ra chút ánh sáng nào bạch thạch chân nhân cắn lưỡi phun ra một ngụ máu vào cây quạt hai tay nhanh chóng bấm nhiệm pháp quyết từng đạo hắc quang lập tức chui vào trong cây quạt xám Mặt cây quạt liền sáng rực lên, những phù văn bắt đầu phát sáng tạo thành một quần sương mù màu xám. Âm thanh vù vù phát ra, cây quạt biến to ra thành cỡ gần trượng, từng đạo ánh sáng lóe lên tạo thành những hư ảnh khô lâu bay vụt ra, tổng cộng có 7, 8 cái, mỗi cỗ khô lâu đều mang tới cảm giác ớn lạnh, chúng âm ầm đánh thẳng về phía Liễu Thạch ở trong khối băng. Những thanh âm của Bách Quỷ Dạ hành lập tức vang vọng khắp mật thất. Hai mắt Bạch Thạch chân nhân lúc này đã xuất hiện đầy những tia máu, lão nhìn chằm chằm vào mấy hư ảnh khô lâu kia. Đúng lúc này, xuất hiện một cảnh khủng khiếp, ngay thời điểm đám khô lâu chuẩn bị đâm vào bề mặt khối băng, cái bóng của thanh niên in trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng lăn tăn thật quỷ dị, ngay sau đó một cái gì đó màu đen kịt bay ra, sau khi xoay, tít một vòng trên không nó hóa thành một cái đầu lâu ác quỷ vô cùng dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, phía đỉnh đầu có hai cái sừng. Cái đầu lâu ác quỷ to cỡ cái chậu rửa mặt, miệng nó phát ra những tiếng cười quái dị không ngừng, hai ngọn lửa xanh trong mắt chớp động liên hồi sau khi liếc qua đám khô lâu một cái nó há miệng phun ra một đoàn ngân quang phốc phốc đám hư ảnh khô lâu dường như gặp đúng khắc tinh chúng không thể né tránh đám ngân quang đang lóe lên tất thảy bị cuốn vào bên trong đám ngân quang rồi chui cả vào miệng của đầu lâu ác quỷ kia đầu lâu ác quỷ sau khi xử lý xong chuyện thì chép chép cái miệng đầy răng manh lởm chởm có vẻ nó vẫn chưa đã thèm hai ngọn lửa xanh trong mắt lóe lên một cái rồi nó bỗng xoay mình phun ra một đám vũ khí màu xanh đen xuống phía dưới rồi từ từ biến mất dạng đám vũ khí màu xanh đen bay tới đầu thanh niên rồi lặng lặng chui sạch vào bên trong. Mọi diễn biến xảy ra vô cùng nhanh, Bạch Thạch chân nhân còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã xong. Chuyện này, lão tự thấy từ khi kết đan tới giờ, kiến thức cũng tương đối rộng, vậy mà khi chứng kiến sự việc quái dị trước mắt thì cũng chỉ biết trợn mắt há mồm, chẳng hiểu mô tê chi hết. Đúng lúc này, những tiếng tạch, tạch liên tục vang lên. Bề mặt khối băng màu đen bỗng xuất hiện hàng loạt vết nứt, hai mí mắt của thanh niên cao lớn ở trong khối băng bỗng giật giật, rồi hắn từ từ mở mắt ra hai mắt hắn đã trong hơn rất nhiều chứ không mờ đục như trước sau khi quét ánh mắt một vòng hắn khẽ cho mày rồi lắc nhẹ hai vai ầm một tiếng động lớn vang lên cả khối băng nổ tung từ trong ra ngoài tạo thành một cơn mưa những mảnh băng vụn màu đen rơi xuống mặt đất ầm ầm thanh niên cao lớn ngẩng đầu nhìn lão đạo ánh mắt hắn lóe lên như đang định nói điều gì đó nhưng đột nhiên sau đó hai mắt hắn lại bị mờ đục hai tay ôm đầu hét lên một tiếng thê thảm trong cơ thể hắn truyền ra những thanh âm lốp rốt của xương cốt, chân tay phình to ra, trong nháy mắt cả người đã phình ra gấp mấy lần, trên da nổi lên những vảy lân màu vàng to cỡ đồng tiền, trên cổ, má, cũng đều xuất hiện đám vảy. Đám vảy như làm bằng vàng ròng, phát ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn liếc qua đã thấy vô cùng cứng rắn, khó có thể phá vỡ. Bạch Thạch chân nhân lúc này trợn mắt há hốc mồm, trong đầu thầm nghĩ dù chuyện gì mới xảy ra thì cũng là chuyện không ổn, sự tình đã vượt khỏi tầm khống chế của lão. Sau khi trấn tĩnh lại, vẻ mặt của lão lại hóa thành vẻ tàn ác, lão cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi trụi vào trong cây quạt. Hào quang lại tỏa ra từ bề mặt cây quạt màu xám, đám phù văn lúc này chuyển động như những vật sống, sau những chấn động liên tiếp, nó bất ngờ hóa thành một con rết màu xám dài năm, sáu trượng. Lão đạo vỗ vào túi chữ vật ở bên hông, bảy, tám quả cầu đen nhánh bay vụt ra, trên mặt cầu tỏa ra hắc khí lượn lờ, tỏa ra một mùi xú uế, không hiểu đó là vật gì. Con rết màu xám kêu lên tê tê tỏ vẻ vui sướng, cái miệng to há ra, đớp chọn mấy quả cầu nuốt vô bụng, bộ giáp xác bên ngoài của nó lập tức xuất hiện từng mảng màu đen lan nhanh rộng ra nhanh chóng, trong nháy mắt cả người nó đã biến thành đen bóng, cứ như là được đúc bằng vàng đen vậy, mỗi bộ phận cơ thể đều sáng loáng, có vẻ rất dữ. Con rết kêu to với vẻ hưng phấn, đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực, cơ thể to lớn khẽ đi lại trong sơn động, một chân nó như lưỡi liềm chém thử vào vách núi kết quả là vách núi cứng rắn như vậy mà bị chém dễ dàng như chém đậu hũ, tạo thành từng rãnh sâu hoắm. Xung quanh vết chém hóa thành máu đen kịt, phát ra một mùi xú uế, đương nhiên là có kịch độc ở chân. Lên, giết hắn đi. Bạch Thạch chân nhân chỉ tay về thanh niên cao lớn là Liễu Thạch đang đứng trước mặt, miệng quát lên một tiếng. Chương 12, ta là Hàn Lập. Dịch giả, tiểu hắc chảy bao chắc trở, nhờ Ngô Công Lập đen thức tỉnh pháp lực mong manh, cứu Nhạc Nhi Hàn lão nhu tình. Vương Tu Phó ngắc sắc ngô công hít lên một tiếng, thân mình lắc lư một cái rồi hóa thành một bóng đen lao tới trước thân thể kia. Nó há rộng miệng, lộ ra hàm răng nhọn trắng toát như những chiếc dao găm, toát ra hàn khí khiếp người, cắn thẳng vào bả vai Liễu Thạch. Thanh niên cao lớn vẫn ôm đầu kêu thảm thiết, không chút để ý đến tình hình xung quanh. Răng rắc một tiếng, bả vai thanh niên vừa bị Ngô Công cắn một cái. Bạch Thạch chân nhân thấy thế, khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Hắn vô cùng rõ ràng sự lợi hại của con Ngô Công này, pháp khí bình thường nó cũng có thể cắn được huống hồ điểm lợi hại nhất của con ngô công này chính là kịch độc trên toàn thân nó độc này có thể ăn mòn linh tính gặp máu là mất mạng nhưng một khắc sau nét tươi cười trên gương mặt lão đạo đã ngưng lại hắc sắc ngô công đột nhiên hét thảm lên một tiếng cái miệng của nó buông lỏng bên trong có máu tươi chảy ra từng chiếc răng sắc nhọn cũng đều vỡ vụn mà lân phiến màu vàng trên bờ vai thanh niên không hề lưu lại một vết xước hắc sắc ngô công tuy bị trọng thương nhưng hung tính của nó vì vậy mà được khơi dậy sau khi kêu thảm một tiếng thân hình nó cuộn lên như một con độc xà quấn chặt thanh niên vào bên trong cái bụng sắc bén trứng lên thừa cơ cắt xuống một cái lanh keng lanh keng tia lửa tung tóe lân phiến trên người thanh niên vẫn không tổn hao chút nào lão đạo thấy thế hai tròng mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống đúng rồi ta nhớ rồi ta ta là hàn lập đệ nhất tu sĩ nhân tộc linh giới đệ nhất đại thừa tiếng kêu thảm thiết của thanh niên chợt dừng lại cái đầu đang cúi gằm chợt ngẩng lên giống to một tiếng ánh mắt của hắn hết sức thanh minh không còn mê man chút nào nữa hắn chính là người mà năm đó đã trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể từ linh giới phi thăng lên tiên giới hàn lập xem phạm nhân tu tiên chuyện hàn lập cũng chẳng thèm nhìn con ngô công quấn trên người mình cánh tay hắn chỉ khẽ động lập tức một bàn tay trông như cương xoa đâm thẳng vào trong cái lưng nhìn như cứng rắn của ngô công hắn hơi khẽ dụng lực liền dễ dàng kéo hắc sắc ngô công từ trên thân mình ra hắc sắc ngô công liên tục hít khả mấy tiếng dốc sức liều mạng vạn mình nhưng căn bản vô pháp dãy dụa. Phanh một tiếng, năm ngón tay của thanh niên đâm vào trong thân thể Ngô Công chỉ khẽ rung lên, tỏa ra một cỗ ma lực chấn động vô hình. Hắc sắc Ngô Công gào thét thảm thiết một tiếng, sau chấn động vô hình đó thì thân hình nó rũ xuống, vô lực dãy dụa. Xoẹt, cánh tay kia của Hàn Lập cũng đâm vào trong thân thể Ngô Công, cả hai tay đồng thời phát lực, trực tiếp xé cự trùng trong tay thành hai đoạn, rồi tiện tay ném đi hai đoạn thân thể tàn phế của ngô công trên mặt đất văn vẹo một cái lần nữa hóa thành hai mảnh quạt nhỏ bị tàn phá linh quang bên ngoài biến mất hiển nhiên nó đã hoàn toàn bị hủy những động tác liên tiếp này nhanh như tốc độ ánh sáng tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt bạch thạch chân nhân đứng ngơ ngác tại chỗ khóe miệng hơi nhếch lên trong lúc nhất thời không cách nào khép lại được lúc này hàn lập mới quay đầu liếc nhìn bạch thạch chân nhân lão đạo tiếp xúc với ánh mắt băng lãnh của thanh niên trong lòng giật thót một cái trái tim như chìm vào trong băng động, cả người run rẩy sợ hãi. Vây khốn cho ta. Sau khi bạch thạch chân nhân biến sắc, bỗng hắn. Hét lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Pháp trận màu đen trong mật thất lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, thanh âm ông ông nổi lên. Một đám sương mù màu xám đen lần nữa điên cuồng lao tới thanh niên cao lớn. Cùng lúc đó, lão đạo giơ tay áo lên, một chiếc phi toa màu trắng nhạt bay ra, nâng hắn lên rồi xoay một cái, lao về phía đại môn, bộ dạng muốn bỏ trốn mất dạng muốn đi. Hàn lập hừ lạnh một tiếng, lân phiến màu vàng trên cánh tay trượt ánh lên hào quang, rồi tung một quyền đánh xuống mặt đất. Oanh! Đá vụn dưới đất tung tóe khắp nơi, lộ ra một cái hố to, pháp trận màu đen đã không còn bóng dáng, toàn bộ sương mù cũng tiêu tán không còn sót lại chút gì. Bạch thạch chân nhân nghe được thanh âm pháp trận sau lưng vỡ vụn, thân thể run lên một cái. Có điều lúc này hắn đã chạy đến bên cạnh đại môn sơn động, sắp sửa phá cửa chạy được ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một bóng người nhoáng lên một cái chắn trước cửa đá, ngay sau đó có một tiếng nổ đùng vang lên. Vèo một tiếng, lão đạo như một chiếc bao tải bị đánh bay ra ngoài, đâm đầu vào bức tường đá gần đó, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Oa! Wow! Bạch Thạch chân nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, oải oải té ngã trên mặt đất, khuôn mặt đầy sợ hãi, phi toa dưới chân không biết đã bay đi nơi nào. Trước đại môn, Hàn Lập đứng thẳng người, rồi chậm rãi thu hồi quyền trái. Thân ảnh của hắn nhoáng lên một cái, liền xuất hiện trước mặt Bạch Thạch Chân Nhân một cách đầy quỷ mị, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. "Tiền bối tha mạng." Tiểu nhân có mắt như mù, kính xin người khoan hồng độ lượng, tiểu nhân nguyện ý đem toàn bộ gia sản dâng cho tiền bối. Toàn thân Bạch Thạch Chân Nhân run rẩy, miễn cưỡng đứng lên, gỡ túi chữ vật bên hông ra, dâng lên trước mặt thanh niên, rồi cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Vẻ mặt thanh niên cao lớn không chút biểu tình, cũng không nhìn túi chữ vật chút nào ngoại trừ những thứ này tiểu nhân còn có một ít chân bảo đặt ở chỗ khác tất cả đều có thể hiến cho tiền bối tiểu nhân chính là khách khanh của phủ tể tướng còn biết cả tàng bảo các của phủ tể tướng chỉ cần tiền bối gật đầu vãn bối lập tức dâng toàn bộ thứ này cho tiền bối bạch thạch lão đạo thấy đối phương không lên tiếng trong lòng căng thẳng liền tiếp tục cầu khẩn vì mạng sống hắn cũng bất chấp tất cả hàn lập nghe vậy vẻ mặt hiện lên một tia khác thường tựa hồ đã bị lời của đối phương đánh động kim quang trên thân cũng thu liễm lại Lão đạo thấy vậy thì đại hỉ, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, thì Hàn Lập đã bất chợt đưa tay ra hướng dưới thân hút một cái, một đoàn hắc khí từ trên thân hắn bay ra, rồi hắn lật tay bắn đoàn hắc khí ấy vào gương mặt lão đạo, sau đó đoàn hắc khí đã biến mất không thấy. Tiền bối tha mạng. Lão đạo trong lòng hoảng hốt, vội vàng dò xét tình huống trong thân thể mình. Nhưng hắn không tài nào phát hiện được chút dị thường, điều này làm tâm thần của hắn càng sợ hãi hơn. Ngươi yên tâm, Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, đây cũng là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ta chỉ cần khẽ động tâm niệm, đoàn hắc sát trong người ngươi sẽ lập tức nổ tung, hậu quả là gì thì ngươi biết rồi đó. Mặt khác ta đã nhớ lại mọi thứ, ta không phải họ Liễu mà là họ Hàn. Hàn Lập thản nhiên nói, thân thể cao lớn cũng bắt đầu có rút lại, đồng thời lân phiến trên thân cũng nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt bạch thạch chân nhân xám như cho tàn, bất quá nghe được Hàn Lập sẽ không lập tức giết hắn, trong lòng hắn liền thở ra một hơi, miệng liên tục vâng vâng dạ dạ phanh hàn lập túm lấy cổ áo lão đạo nhấc bổng hắn lên đồng thời ngón trò điểm lên mi tâm trên đầu ngón tay bắn ra một cỗ hắc quang chui vào mi tâm lão đạo tiền bối bạch thạch chân nhân vô cùng hoảng sợ cho rằng đối phương lật lọng bất quá hắn còn chưa dứt lời ánh mắt đã trở nên mờ mịt khóe môi hàn lập khẽ nhách lên trên trán lấm tấm mồ hồi sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch một lúc lâu sau hắn thở ra một hơi ngón tay hơi động hắc quang trên đầu ngón tay liền tiêu tán con mắt lão đạo đảo một vòng, rồi lâm vào hôn mê. Hàn lập phất tay quảng bạch thạch chân nhân xuống đất, hít sâu vài hơi, lúc này sắc mặt mới khôi phục lại, nhưng gương mặt hắn đầy vẻ âm tình bất định. Vừa rồi, hắn đã thi triển sư hồn thuật, từ chỗ bạch thạch chân nhân tra xét được những sự tình mà mình muốn biết. Ánh mắt hàn lập khẽ chuyển, dừng lại trên người liễu nhạc nhi đang hôn mê dưới đất, trong mắt hắn hiện lên một tia ôn nhu. Sợi dây thường màu vàng trên thân nàng không còn pháp lực trèo trống, đã tự động thả lỏng, thể nhưng vẫn bị màn hào quang màu đen bao bọc. Thân hình Hàn Lập lóe lên, xuất hiện bên cạnh Liễu Nhạc Nhi, cánh tay giơ lên, đấm ra một quyền. Hào quang màu đen răng rắc vỡ vụn. Hàn Lập nhìn thân thể chồng chất vết thương của thiếu nữ, thở dài một hơi, sau khi do dự một chút, hắn mới bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một ngụm thanh khí mỏng manh, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể Liễu Nhạc Nhi. Khuôn mặt tái nhợt của Liễu Nhạc Nhi dần trở lên hồng nhuận, vết thương trên người dùng mắt thường cũng thấy được đang nhanh chóng khôi phục tiểu nha đầu, mấy năm này cũng thật vất vả cho ngươi rồi. Bất quá bởi như vậy, pháp lực trên người ta cũng không còn nhiều lắm. Hàn lập nhìn thiếu nữ, lầm bầm một câu. Sau đó hắn đến bên người bạch thạch chân nhân, cầm lấy túi chữ vật của đối phương, hai tay mạnh mẽ xé rách, lập tức từ trong túi chữ vật rơi ra một đống đồ vật. Mấy thứ này phần lớn là tài liệu, nhưng cũng có một ít đan dược. Hàn lập cẩn thận quan sát một chút, thuận tay lấy ra hai chiếc bình, đổ ra được một viên đan dược màu xanh cùng một viên đan dược màu đỏ rồi cẩn thận cho Liễu Nhạc Nhi ăn vào. Chương 13, Ma Quang. Dịch và đề tự, cả rốt, sau khi thức tỉnh hoàn toàn kiểm kê tài sản bằng hoàng sót san ngoài cái trưởng thiên bình, ra chỉ còn thiên ngoại ma đầu ma quang nơi đây là giới linh hoàn, phi về tiên giới vẫn còn khó khăn trước hết củng cố bản thân những chuyện sau đó, vẫn cần thời gian hàn lập quan sát thấy hơi thở của Liễu Nhạc Nhi đang dần đều đặn, khí tức cũng đã ổn định, lúc đó hắn mới an tâm ngồi xuống. Sau đó hắn thò tay vô trong ngực áo lục lọi, rồi móc ra cái vật trang sức vẫn thường đeo trên cổ, đó là một cái bình nhỏ thon dài màu xanh nhạt. trên thân bình có những hoa văn màu xanh lá rất sống động, tinh tế. tay Hàn Lập vuốt ve cái bình một cách nhẹ nhàng, một cảm giác rất quen thuộc ập về trong lòng hắn trào dâng cảm xúc gì đó. sau một hồi trầm ngâm, sắc mặt hắn hơi xa sầm lại, hắn cất cái bình rồi hắn giọng quát lên một tiếng, ma quang. sơn động yên lặng không hề có tiếng động nào khác ngoài tiếng vọng cộng hưởng của giọng nói Hàn Lập do đập vào vách đá. nhưng sau đó một lát cái bóng của hắn in trên mặt đất bỗng nổi lên một hồi ba động, nó đang dài ra thêm mấy phần. Mấy âm thanh rào rào vang lên. Một bóng người đen thui chui lên từ phần kéo dài của cái bóng rồi từ từ đứng dậy. Bóng người kia vận y phục màu đen, da thịt cũng đen như mực, khuôn mặt có vài nét hao hao giống hàn lập, mái tóc đen không buộc gọn lên mà dù lòa xòa xuống vai, trên người phát ra một cỗ khí tức suy yếu. Lâu lắm rồi mới thấy hàn đạo hữu. Bóng người kia nhìn hàn lập rồi mở lời với giọng điệu còn hơi đơ đơ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ma quang sao bộ dạng nhà ngươi lại biến thành thế này hàn lập cho mày lại hắn hơi gần giọng không rõ ta cũng mới thức tỉnh sớm hơn ngươi vài năm thôi lúc ta tỉnh lại liền phát hiện linh tính gần như đã mất sạch chỉ còn lại một đám tàn hồn cũng vì đã ký kết khế ước thiên ma nên ta cũng chỉ còn cách trốn trong cơ thể ngươi nếu không được ngươi triệu hoán hoặc gặp tình huống có kẻ tấn công làm thương tổn ngươi thì ta cũng không có cách nào hiện thân ra ngoài giọng điệu của nam tử đen thui vẫn không đổi hắn đáp lời giống như một cái máy vậy ngươi có nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước khi bị rơi vào tình trạng ngủ say không sau một hồi trầm ngâm hàn lập hỏi tiếp những chuyện lúc trước khi ngươi phi thăng thì ta đều nhớ rõ từng chi tiết nhưng sau khi phi thăng thì ta chỉ nhớ ngươi cùng với gã tiên nhân tên là cao thăng cùng rời khỏi phi tiên đài sau đó thì ta không nhớ gì hết nam tử đen thui trả lời một cách từ tốn đúng vậy ký ức của ta và ngươi đều dừng lại ở thời điểm rời khỏi phi tiên đài Xem ra muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành coi chuyện gì đã xảy ra thì chỉ còn cách tìm gã Cao Thăng kia. Tuy nhiên tình hình hiện tại của chúng ta cũng không ổn lắm. Theo những tin tức vừa thu được từ việc sưu hồn, ta và ngươi đang ở một hạ giới trực thuộc Tiên vực Bắc Minh, có tên là Linh Hoàn giới, hơn nữa đã 300 năm trôi qua rồi, như vậy chúng ta đã bị mất trí nhớ suốt 300 năm qua. Hàn Lập vừa chớp mắt vừa nói, "Đúng là không ổn chút nào. Hàn đạo hữu có kế sách gì chưa?" Nam tử tên là Ma Quang kia hỏi một câu với vẻ ngáo ngơ. Tuy ngươi chỉ còn một đám tàn hồn, nhưng nguyên bản vốn là do thiên ngoại ma đầu biến thành, bao nhiêu thần thông khi xưa cũng phải còn tí chút chứ. Hàn lập khẽ cho mày rồi hỏi ngược lại. Pháp lực của ta lúc này còn lại không tới 2, 3%. Thần thông cũng mất đi 8, 9 phần 10 rồi, giờ chỉ có khả năng thi triển một vài bí thuật cấp thấp thôi. Ma Quang trả lời bằng vẻ cay đắng. Hàn lập nghe vậy, trên mặt lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn, hắn gật đầu rồi nói, chà, so với dữ liệu của ta thì như vậy vẫn còn tốt chán. Tình hình của ta cũng chả có gì khá hơn ngươi đâu. Ta mới kiểm tra một vòng và phát hiện ra bao nhiêu pháp bảo, đan dược trước kia, cả pháp lực cũng chỉ còn rất ít, cơ thể và thần hồn cũng đã từng bị trọng thương, hiện nay chưa bằng một phần mười lúc đỉnh phong. May là ta đã tỉnh táo lại, giờ chỉ cần tìm những linh dược phù hợp rồi vận công điều dưỡng, có lẽ sẽ khôi phục nhanh thôi. Còn nữa, theo như hồn khế của giải đạo nhân và phệ kim trùng vương, thì ta đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ tuy nhiên chính xác đâng ở đâu thì ta cũng không rõ đành chờ sau này thu hồi lại sau vậy như vậy xem ra hàn đạo hữu gặp rắc rối to rồi muốn tìm ra gã cao thăng thì trước tiên phải quay lại tiên vực bắc minh nếu ta nhớ không nhầm thì từ hạ giới trực thuộc phi thăng lên tiên giới tuy dễ dàng hơn nhiều nhưng vẫn cần phải có điểm phi tiên đài tiếp dẫn và còn phải có đại pháp lực hộ thân mới có thể cưỡng ép phá vỡ giới diện ma quang suy nghĩ một hồi rồi nói việc trở lại tiên giới cũng không cần vội vàng còn nhiều thời gian để tính toán tuy nhiên có thể khẳng định một điều chắc chắn kẻ hại hàn mỗ ra nông nỗi này cho dù là bất kỳ ai thì về sau ta cũng phải gặp hắn nói chuyện phải trái hàn lập đáp lời bằng giọng lạnh lùng tuy thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như không nhưng lời nói chắc như đinh đóng cột thấy vậy ma quang cũng không nói thêm ma quang đạo hữu có muốn rút lại ý định tiếp tục theo hàn mỗ hay không người nhìn thấy rồi đó tình cảnh của ta lúc này rất thê thảm nếu ngươi muốn bỏ đi thì ta cũng không cản đạo hữu còn thử ta làm gì linh tính của ta tuy bị hủy gần hết chỉ còn một đám tàn hồn nhưng khế ước thiên ma vẫn còn nguyên hiệu lực tình trạng của ta lúc này càng không thể có đủ lực để vi phạm khế ước với tình hình hiện nay của ta rời bỏ đạo hữu còn gặp nguy hiểm nhiều hơn ma quang trả lời như một cái máy tốt lắm đạo hữu đã nói vậy thì ta cũng không bạc đãi ngươi đâu chỉ cần ta khôi phục lại toàn bộ pháp lực thì nhất định sẽ nghĩ cách tu bổ lại toàn bộ thần hồn linh tính cho đạo hữu lúc này việc đầu tiên cần làm là phải thu thập ngay ít tài nguyên và tin tức ở giới này coi làm cách nào khôi phục lại pháp lực nghe vậy hàn lập nở nụ cười trên môi đạo hữu cứ toàn quyền làm chủ mọi chuyện hiện giờ ta cũng không nên hiện thân ra ngoài quá lâu ta quay lại tu dưỡng tiếp đây ma quang đáp lời một cách bình tĩnh ngay sau đó bóng người loáng lên rồi hóa thành một làn khói đen chui vào cái bóng hàn lập in trên mặt đất nhanh chóng mất dạng hàn lập nén một hơi thở dài sau khi liếc mắt nhìn về phía liễu nhạc nhi đang ngủ say hắn từ từ nhắm mắt điều tức. Sau đó nửa ngày, Liễu Nhạc Nhi mới thức tỉnh lại. Sau khi mở mắt, nàng thấy Hàn Lập đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh, còn lão đạo lúc trước âm mưu làm hại bọn nàng thì đang đứng gần đó như đứng hầu. Nàng tỉnh rồi hả? Cũng đúng lúc đó, Hàn Lập mở mắt, nở nụ cười rồi nói. Cả người Liễu Nhạc Nhi sững lại, nàng nhìn chăm chú vào hai mắt Hàn Lập, thần sắc thay đổi liên tục, hồi lâu sau mới nói liu díu, thạch đầu ca ca, huynh. Huynh đã khỏi bệnh rồi nhạc nhi tên của ta là hàn lập từ nay về sau nàng có thể gọi ta là hàn đại ca hàn lập nói nhẹ nhàng hàn hàn đại ca sau khi nghe thấy vậy sắc mặt liễu nhạc nhi biến đổi liên tục vẻ chán nản xuất hiện nàng nói bằng vẻ bất đắc dĩ nàng cảm thấy thanh niên cao lớn lúc này có mấy phần lạ lẫm tất cả những biến đổi trên sắc mặt nàng đều không qua khỏi mắt hàn lập hắn mỉm cười nàng yên tâm đi tuy ta đã tỉnh lại nhưng chuyện mấy năm qua ta vẫn nhớ y nguyên Ta sẽ vẫn là thạch đầu ca ca của nàng, điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi." Nghe được câu này, thiếu nữ vô cùng vui mừng, nước mắt trực trào ra, nàng hức lên một tiếng thạch đầu ca ca, rồi bay thẳng vào trong lòng Hàn Lập. Ta biết trong lòng nàng còn rất nhiều nghi vấn, tuy nhiên giờ không phải là lúc để giải thích. Sau này tới lúc thích hợp, ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho nàng. Hàn Lập vuốt vuốt đầu thiếu nữ bằng vẻ cưng chiều, hắn nói với giọng ôn nhu. Liễu Nhạc Nhi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm câu nào. Lúc này nàng liếc mắt nhìn lão đạo đang run cầm cập ở gần đó, nét hoảng sợ lại thoáng hiện lên trong mắt. Chương 14, gặp biến. Dịch giả, Ken Seki Biên, Nila 32 từ giờ Bạch Thạch Đạo Hữu đã là người một nhà rồi. Về sau có cho thêm 10 lá gan hắn cũng không dám ra tay với nàng nữa đâu. Hàn Lập đứng dậy, vừa cười vừa nói, ánh mắt làm như vô tình liếc nhìn Bạch Thạch chân nhân. Thân thể lão đạo theo đó run rẩy, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa sau lưng. Liễu Nhạc Nhi thấy vậy mới cảm thấy có chút buông lỏng đi, chúng ta ra ngoài thôi. Hàn Lập nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Liễu Nhạc Nhi, đi đến trước cánh cửa mật thất bên hòn non bộ sau đó, nâng tay đặt lên cánh cửa đá. Đang lúc muốn mở cửa, động tác của hắn đột nhiên chậm lại, lông mày khẽ nhíu. Liễu Nhạc Nhi cũng cảm thấy sự khác thường của Hàn Lập, ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt lộ vẻ khó hiểu. Thật trùng hợp. Hàn Lập ho hắc hắc một tiếng, không chần chừ nữa liền đẩy cửa đá rồi nhanh chân bước ra ngoài. Bên ngoài, bầu trời u ám, rõ ràng bây giờ đã là buổi tối, nhưng nhìn từ phía đảo nhỏ, thì toàn bộ dư phủ lúc này lại đang chìm trong ánh lửa ngút trời, lửa cháy sáng rực như ban ngày. Những âm thanh la hét vang lên từ phía trước viện truyền đến làm lòng người khiếp sợ, ở chính giữa phủ còn truyền lại những tiếng nổ cực lớn. Trong dư phủ, khắp nơi đều có từng cột khói to bay lên, nhìn giống những con rồng khổng lồ màu xám đen đang bay thẳng lên nhập vào bầu trời đêm u ám cho dù ba người bọn Hàn Lập đang đứng trên đảo nhỏ, cách khá xa dư phủ, nhưng cũng cảm thấy rõ ràng mùi máu tanh dị thường ngập tràn trong không khí. Chuyện này là sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Liễu Nhạc Nhi nhìn ánh lửa đang nổi lên bốn phía dư phủ, mặt đầy vẻ khó tin, thốt lên. Bạch Thạch, ngươi có biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Hàn Lập hỏi một câu nhàn nhạt, nhạt. Vãn bối cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể là kẻ thù của dư gia tìm tới báo thù. Bạch Thạch chân nhân trần chờ một chút rồi trả lời, nói xong lại cung kính nhìn hàn lập tựa như chờ hắn đưa ra quyết định hàn lập nhìn thoáng qua phía liễu nhạc nhi ở bên cạnh thấy cô bé này cũng đang chăm chú nhìn về phía bên kia bèn im lặng một lát rồi nói ta có thể tỉnh lại được thì cũng coi như là thiếu của vị thất tiểu thư này một cái nhân tình không thể cứ thế mà bỏ đi như vậy được qua đó nhìn xem một chút dứt lời ba người đi ra khỏi đạo quán men theo một cây cầu đá xuống núi rồi chạy tới phía trước dư phủ càng tới gần phía trước càng truyền đến từng tiếng chém giết rõ ràng hơn khi ba người vừa bước qua một cái cổng vòm, thì trước mặt họ liền hiện ra một khung cảnh kinh khủng như ở địa ngục Tu La. Phía bên trong tiểu viện phía sau cổng vòm là, từng đống xác chết máu thịt bầy nhầy xếp chồng tầng tầng lớp lớp, phần lớn trong đó đều mang trang phục hộ vệ của dư phủ, chỉ có một số ít là khoác lên người y phục dạ hành màu đen. Ánh lửa chiếu sáng rõ trong sân, tại một góc hẻm nhỏ gần tiền viện, có một màn sáng mảnh hình nửa cánh cung đang được căng ra, ngăn chặn hơn 10 tên áo đen ở bên ngoài. Lúc này, từ chính giữa phía trên cao, một quả chùy lửa dài hình đinh ốc và to bằng cánh tay người lớn do mấy tên áo đen đang bắn ra, bay về phía trên cao cách màn sáng mấy trượng, sau đó đầu chùy chợt đổi hướng trúc xuống phía dưới, giống như một con rồng lửa đang nhanh chóng xoay tròn rồi lao về phía màng sáng phía dưới. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, cây chùy lửa hình đinh ốc đện xuống phía trên màn sáng, khiến màn sáng vốn còn chưa định thì lại lụi tắt đi, sau một tiếng nổ đùng, thì vỡ vụn hoàn toàn. Giết một tiếng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó. Hơn 10 tên áo đen lập tức vung đao, lao về phía con hẻm mà giết tới. Cứu người! Hàn lập không hề ra tay, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bạch thạch chân nhân từ bên cạnh này lập tức xảy bước vào trong viện, rồi đột nhiên há miệng phun ra một đoàn hắc quang. Trên không trung lóe lên một tia hắc quang, một chuôi phi kiếm hình con rắn, trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu mấy tên áo đen kia. Chỉ nghe có thấy một tiếng bong sắc nhọn vang lên, Thanh phi kiếm trên không trung bỗng chấn động, hơn 10 đạo kiếm khí giống như những con rắn đen nhanh chóng bay ra từ trên thân kiếm sau đó, chợt bắn thẳng xuống. Trong sân, vô số âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên, xen lẫn từng chàng kêu khóc cùng tiếng rú thảm thiết hòa trong những tiếng nổ lớn. Hơn 10 tên áo đen, ngoại trừ một gã râu ngắn kịp thời phản ứng biến ra bên ngoài cách xa mấy trượng, những kẻ còn lại đều bị diệt sát. "Là ai to gan?" Nam tử râu ngắn quát lên nghiêm nghị bạch thạch chân nhân cũng không thèm để ý mà một ngón tay vung lên phi kiếm đang lở lửng ở giữa không trung lập tức phóng xuống đâm thẳng vào ngực đối phương gã dâu ngắn biến sắc không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vung tay áo lên một tấm khiên nhỏ màu xanh từ ống tay áo bay ra chiếc tiểu bay lên xoay tròn rồi to dần biến thành một cái khiên lớn che chắn ở trước người gã đồng thời những tên áo đen bên kia cũng đồng loạt giơ tay lên hô lên một tiếng ngọn lửa trên thân chiếc chùy hình đinh ốc bỗng bùng lên dữ dội rồi nhanh chóng hướng phía thanh phi kiếm màu đen mà đánh tới một tiếng phanh thật lớn vang lên chỉ thấy trên không trung những tia lửa đỏ bay khắp nơi chiếc chùy lửa thì đã nổ thành năm bảy miếng hóa thành từng chùm lửa rơi xuống mặt đất về phần chuôi phi kiếm màu đen thì hắc quang tiếp tục lóe lên rồi trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của tên nam tử dâu ngắn tấm khiên máu xanh trước người gã thì như một tờ giấy mỏng không thể phát huy một chút ít tác dụng nào là tu sĩ kết đan nam tử dâu ngắn thốt lên một cách khó khăn máu từ mũi miệng trào ra. Bạch Thạch chân nhân phất tay thu hồi phi kiếm, khinh thường nói, chỉ là một gã trúc cơ mà dám đối đầu với bổn đạo gia. Lão còn chưa nói hết, liền lập tức im miệng, có chút sợ hãi, vội vàng liếc trộm nhìn Hàn Lập đang đứng phía sau lưng. Thế nhưng họ Hàn cũng không có phản ứng gì khác, chỉ mang theo Liễu Nhạc Nhi đi tới góc hẻo lánh trong cái sân nhỏ, ở đó đang có hai người đang ngồi co rúm, run rẩy. Một trong hai người là một thanh niên mặc thanh sam đã nhuốm máu, tóc tai rối bù, mặc dù hắn có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng giờ phút này thì khí tức đã rất yếu nhược, hiển nhiên đã kiệt lực sắp không trụ được nữa rồi. Phía sau lưng người thanh niên này là một thiếu nữ mặc quần áo và trang sức kiểu của nha hoàn, trên thân cũng nhuốm máu, đang run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Vũ tỷ tỷ phải không? Liễu Nhạc Nhi sau khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của người nha hoàn, đầu tiên thì sững sờ, nhưng ngay lập tức thử lên tiếng dò hỏi. Thân thể cô gái kia cứng đờ, chậm chậm ló đầu ra từ phía sau người thanh niên nhìn Liễu Nhạc Nhi rồi sau đó lập tức oa khóc lên thành. Tiếng Liễu Nhạc Nhi vội vàng tiến lên, đỡ nàng đứng lên. Người thanh niên kia sau giây lát chần chừ, cũng gắng gượng chống tay đứng dậy, khẩn thiết nói với Bạch Thạch chân nhân, "Chân nhân, nhanh, nhanh đi cứu Thất tiểu thư mau." Bạch Thạch chân nhân nghe vậy thì cũng sững sờ, nhưng không có trả lời, mà lén nhìn về phía Hàn Lập. "Thất tiểu thư đang ở nơi nào?" Hàn Lập nhàn nhạt hỏi lại. Người thanh niên kia rõ ràng không biết Hàn Lập, nghe vậy thì sững sốt một chút nhưng vẫn đáp lời lúc ta cùng với tiểu vũ chạy đến đảo giữa hồ cầu viện thì thất tiểu thư và những người khác được vài tên cung phụng bảo hộ trong phủ hiện đang ở phía bên kia nhưng mà địch nhân tấn công hung mãnh chỉ sợ bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa ngươi ở đây chữa thương đi tiểu vũ ngươi quen thuộc địa hình dư phủ nhất đi phía trước dẫn đường đi hàn lập phân phó một cách hời hợt tiểu vũ được liễu nhạc nhi an ủi thì đã ngừng khóc ngước nhìn hàn lập với ánh mắt nghi ngờ nàng không thể tưởng tượng được người thanh niên vốn có vẻ đờ đẫn trước kia hiện tại lại đột nhiên thành người chỉ đạo và ra lệnh cho tất cả người thanh niên kia cũng cảm thấy có chút nghi ngờ và sợ hãi lúc này hắn đã nhìn ra trong mấy người này thì hàn lập mới là người cầm đầu bạch thạch chân nhân thường ngày vốn cao cao tại thượng trong dư phủ giờ lại hoàn toàn như một gã thiên lôi đợi người ta chỉ đâu thì đánh đó hừ được các ngươi đi theo ta tiểu vũ gật gật đầu một cách vô thức tinh thần đã ổn định lại thì vội quay người chạy về hướng khu viện phía trước ba người hàn lập cũng đi theo ngay sau dư phủ bị tập kích đã qua một đoạn thời gian toàn bộ bên trong phủ đệ và tiền viện khắp nơi đều ngổn ngang chất đầy thi thể xác chết trong đó có võ sĩ hộ vệ và cả nha hoàn nô bộc rõ ràng những kẻ áo đen kia đã hạ quyết tâm tận diệt toàn bộ dư phủ cản tượng dọc đường khiến liễu nhạc nhi không khỏi kinh hồn bạt vía tuy sớm nhận thức về việc nhân tộc tàn nhẫn thích giết chóc nhưng khi thấy những cảnh này nàng càng hiểu rõ hơn về chủng tộc này trên đường đi ngoại trừ bên ngoài khắp nơi đều có xác chết, thì bọn Hàn Lập cũng gặp phải vài nhóm sát thủ áo đen, nhưng hầu như vừa gặp mặt thì đều bị Bạch Thạch Chân Nhân nhanh chóng ra tay giết sạch. Thi thoảng cũng có gặp một vài tên tu sĩ chỉ huy, nhưng phần lớn cũng chỉ là trúc cơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của lão đạo. Bốn người cứ như vậy chạy một mạnh từ phòng ngoài, qua hành lang, rồi đi thẳng tới chỗ trú ẩn của gia chủ. Chương 15, lệnh bài. Dịch giả: Kenseki Biên lơ Ba hai dư phủ bị đánh tới nhà ngàn cân sợi tóc ngỡ là, vô phương bị dồn tới sát chân tường tiểu thư chợt lấy ra chương lệnh bài. Cả rốt, tại chỗ ở của gia chủ dư gia vốn trước kia là một vườn hoa tươi xinh đẹp, nay đã trở thành một đống đổ nát, vách tường siêu vẹo, đưa mắt nhìn quanh thì toàn sắc chết, máu tươi lênh láng khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Những người trong dư gia còn may mắn sống sót hầu hết đều đã tụ tập ở chỗ này, cả già lẫn trẻ cũng chỉ còn khoảng hơn 20 người thất tiểu thư và nhị thiếu gia của dư gia cũng ở trong đám này. Tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoàng, vài vị phu nhân thân thể còn run rẩy không ngừng, chỉ có vị thất tiểu thư và một vài người khác là còn giữ được một chút bình tĩnh. Lực lượng của bên áo đen ở chỗ này thì đông hơn, khoảng hơn 30 tên, bọn chúng vây kín ba mặt, dồn đám người dư gia vào bên trong trạch viện, chúng thành từng nhóm nhỏ 3 đến 5 tên, phần lớn sử dụng các loại pháp khí, hầu hết đều là tu sĩ. Tuy nhiên, may mắn là còn mấy tên cung phụng của dư gia đã đến, bọn họ đã hạ xuống các loại pháp thuật bảo vệ xung quanh đám người dư gia. Dù sao thì dư gia nói sao cũng là dinh thự của tể tướng ở phong quốc, đã chiêu nạp và nuôi dưỡng không ít tu sĩ cung phụng có thực lực không tầm thường, ở trong nhà, mà hiện tại đứng che chắn phía trước đám người dư gia, là một tên tu sĩ trung niên mặc hồng bào, tên này mặt rỗ, hình dáng xấu xí, không có gì đáng chú ý, nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ, lờ mờ phát ra linh áp khổng lồ của một tu sĩ kết đan kỳ trên đỉnh đầu hắn có lơ lửng một pháp bảo hỏa châu màu đỏ thắm, còn có một số quả cầu lửa bay quanh thân, khí thế rất kinh người. Mặt khác, bên phía dư ra còn có ba gã cung phụ khác, hai nam một nữ. Tu vi tuy không cao như tên kia, nhưng nhìn qua cũng không phải là hạng tầm thường. Trong số đó có một thiếu phụ với khuôn mặt thanh tú, mặc đồ đen, trên đầu có lộ một vết sẹo. Một tên khác là một gã trung niên dáng người cao gầy, hốc mắt hõm sâu. Hai người này phân ra đứng hai bên gã tu sĩ mặc áo hồng bào người cuối cùng là một lão già gầy, chân tay thô ráp, làn da ngăm đen nhìn như một lão nông dân, lão đứng ở vị trí lùi lại phía sau một chút. Mặc dù có tu sĩ kết đan ở đây, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ có bốn người, mà còn phải phân tâm chú ý bảo vệ những người khác của dư gia, trong phút chốc khiến tình hình giữa hai bên rơi vào trạng thái rằng co. Cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp tốt, các ngươi bảo vệ bọn người thất tiểu thư, đợi thời cơ đến thì tranh thủ chạy thoát ra ngoài. Tên tu sĩ kết đan mặc áo hồng bào sau khi quát hỏi đám áo đen xung quanh, mà không thấy kẻ nào trả lời, thì quay lại nói với ba gã cung phụng còn lại, sau đó liền bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một đạo hồng quang, chui vào bên trong hỏa châu đỏ thẫm ở trên đỉnh đầu. Hỏa châu lập tức tăng tốc độ quay nhanh hơn, dần trở nên mơ hồ. Mấy tiếng phốc phốc phát ra trên không trung, rồi hơn 10 khối cầu lửa khổng lồ xé gió lao ra, sau đó hợp lại thành một con rồng lửa khổng lồ dài hơn 10 trượng. Giống toàn thân con rồng bao phủ lửa đỏ, trên thân hiện rõ từng phiến lân giáp, nó gầm lên giận dữ rồi Dương Nanh múa vuốt nhào về phía đám người áo đen. Rầm rầm, mấy tên áo đen đứng đầu tiên không kịp đề phòng, bị con rồng lửa đánh bay, có hai tên ngay lập tức bị hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, con rồng lửa khổng lồ vung đuôi hất lên, tạo ra một làn sóng lửa, đám người áo đen phía sau thấy thế, vội vàng nhao nhao lui lại tránh né. Sau một hồi rối loạn, đám tu sĩ áo đen ngay tức khắc phản ứng lại, rồi các loại pháp khí, pháp thuật được phóng ra, bay như mưa rơi xuống thân con rồng lửa thân thể rồng lửa to lớn bị đánh cho dãy ruộng liên hồi, nhưng cũng không gây ra tổn thương nghiêm trọng gì cho nó. Ngọn lửa trên thân nó vẫn cháy hừng rực, những tên áo đen xung quanh thì vẫn liều sông lên chém chết, nhưng chỉ sau mấy hơi thở, hơn một nửa đám áo đen nếu không chết cũng bị thương mà ngã xuống. Đi gã tu sĩ mặc hồng bào vội hét lớn, ra hiệu cho đám người thiếu phụ áo đen đang ở phía sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vèo vang lên, một tia hắc quang mơ hồ vụt lao nhanh đến, như một tia chớp màu đen rồi mạnh mẽ đâm vào vị trí giữa bụng con rồng lửa phốc phốc tia hắc quang kia bất ngờ đâm sâu vào trong thân thể con rồng lửa nhìn kỹ thì đó là một mũi tên dài màu đen trên thân có khắc những hoa văn màu đen lờ mờ quanh mũi tên có hoa văn màu đen kia đột nhiên bùng lên một đoàn hắc quang rồi nổ tung âm thanh như một tiếng sét đánh từ chỗ đó tuôn ra một đám mây hai màu đen đỏ dày đặc mặt đất xung quanh rung lên dữ dội bụng con rồng lập tức bị vỡ ra một cái động lớn quanh thân bùng lên ánh lửa Thấy tình hình như thế, gã tu sĩ si áo bào hồng cùng ba gã cung phụng khác của dư gia đều bị rung động, ở bên cánh cửa lớn cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một tên áo đen khác, tay hắn cầm một cây cung lớn màu đen, khói đen lượn lờ xung quanh, tu vi rõ ràng là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Không khí phía sau tên cầm cung chợt kẽ dao động, lại có thêm bốn gã áo đen khác bước đi ra, tất cả đều có tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong, trên tay mỗi tên đều cũng cầm một cây cung lớn màu đen, cả bốn tên áo đen đồng loạt lắp tên dương cung và bắn ra bốn mũi tên. Su 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 su, bốn mũi tên đen kịt bay vụt tới, như sao băng bay qua bầu trời đêm, mang theo từng cơn giá lạnh, nghe như rông sét đang ập đến. Gã tu sĩ mặc hồng bào thấy vậy liền biến đổi pháp quyết, điều khiển con rồng lửa tránh né, nhưng tiếc là do thân thể nó quá lớn, còn tiễn pháp của mấy tên kia lại cực kỳ chuẩn xác, khiến cho con rồng chỉ có thể tránh né được một mũi tên, ba mũi tên còn lại đều đâm chúng nó. Ầm ầm, ba mũi tên lần lượt nổ tung, trên thân thể rồng lửa lập tức xuất hiện ba cái hố lớn, con rồng không thể tiếp tục duy trì hình dáng, nhanh chóng tán loạn thành từng đám tàn lửa bay đầy trời, rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Gã tu sĩ mặc hồng bào buồn bực kêu lên một tiếng, thân hình khẽ lắc lư một cái. Nhưng ngay lúc này, lại có một âm thanh gào khóc thảm thiết khác vang lên, từ trong bóng tối bắn ra một tia bạch quang, tốc độ của nó còn nhanh hơn mấy mũi tên kia mấy lần, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt gã tu sĩ mặc hồng bào. Gã tu sĩ mặc hồng bào hốt hoảng, lập tức bắn khối hỏa châu trên đầu xuống chặn đón tia bạch quang kia, còn bản thân thì bay ngược về phía sau, đồng thời nhanh chóng giơ tay, phát ra một đạo lam quang và một đạo hồng quang, đó là một thanh tiểu kiếm màu lam và một chiếc phi xoa màu đỏ thẫm, ba món đồng thời đánh về phía tia bạch quang đang bắn tới. Tia bạch quang chớp sáng, hiện ra hình dáng là một thanh cốt đao, dài ba xích, có từng cỗ âm phong bao quanh. Thanh cốt đao kêu lên ong ong, một mảng chỉ đen đột nhiên hiện ra ở phía trên, quấn chặt lấy đám hỏa châu. Tiểu kiếm và phi xoa, linh quang của ba kiện pháp bảo trở nên ảm đạm, tốc độ chậm lại, lung lay như sắp đổ. Thanh cốt đao lại chớp sáng, rồi đâm xuyên qua cả ba kiện pháp bảo ở trên không trung. Sau đó lại như một chia chớp, đột ngột hiện ra ngay bên cạnh đầu gã tu sĩ mặc hồng bào, rồi chém ngang một đao. A! À, gã tu sĩ mặc hồng bào hét thảm một tiếng, rồi im bặt, đầu nghiêng sang bên, rơi từ trên cổ xuống. Một dòng máu phun ra mãnh liệt, bắn lên cao mấy trượng còn thi thể không đầu lắc lư một cái rồi ngã lăn ra mặt đất. Hồng bào thượng nhân, mọi người trong dư gia kinh hãi hô lớn. Ba người đám thiếu phụ áo đen và mấy gã cung phụng còn lại cũng hốt hoảng, vội lui lần lượt lui lại phía sau mấy bước, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay sau đó, từ trong đám người áo đen, một thanh niên mặt đầy tà khí chậm chậm bước ra, chính là kẻ lúc trước đã âm thầm cho người theo dõi ở Minh Viễn Thành, có điều là bây giờ không nhìn thấy gã hán tử áo xám bên cạnh đâu những tên áo đen khi thấy gã thanh niên mặt đầy tà khí kia bước ra, thì lập tức dừng tay, rồi không người đứng tại chỗ. Tên thanh niên mặt đầy tà khí khẽ vẫy tay, thanh cốt đao màu trắng lập tức bay ngược trở về, mang theo ba kiện pháp bảo của gã tu sĩ mặc hồng bào. Ánh mắt hắn quét qua ba kiện pháo bảo, tỏ vẻ khinh thường. Nhưng cũng vẫn cua tay thu lại, rồi mới đưa mắt nhìn về phía đám người dư ra, lạnh lùng nói, giết toàn bộ, không để lại bất kỳ kẻ nào sống sót, tuân lệnh. Những tên áo đen kia vội vàng đáp lời, rồi bước về phía trước. Sắc mặt ba gã cung phụng của dư gia trở nên vô vùng khó coi, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Đám phụ nữ và trẻ em của dư gia thấy như thế thì lớn tiếng khóc lóc nỉ non, người thì toàn thân cứng đờ nằm trên mặt đất, kẻ thì không tự chủ được mà đờ đẫn đứng bất động. Chậm đã, một âm thanh dễ nghe vang lên, một người từ trong đám người dư gia bước ra ngoài, đó chính là vị thất tiểu thư. Bây giờ, nàng lại ăn mặc kiểu trang phục của nam nhân, Tuy nhiên lại không thể che giấu được hết vẻ mềm mại đáng yêu trên hàng lông mày của nàng. "Là ngươi sao?" Ánh mắt của tên thanh niên mặt tà khí chợt sáng lên, gã liên tục đưa cặp mắt dâm dục nhìn khắp nơi trên thân thể của vị thất tiểu thư. Sắc mặt của thất tiểu thư tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng kìm nén không lao vào mà móc trong mắt bẩn thỉu của đối phương xuống, nàng đưa tay lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài màu vàng, sáng ngời. Trên tấm lệnh bài có khắc một đồ án hình ngọn lửa màu tím, nhìn rất sống động rốt cuộc các ngươi là người phương nào, dám đến giết chóc dư gia nhà ta, chẳng lẽ các ngươi không coi lãnh diễm tông ra gì sao? Chương 16, tuyệt vọng. Dịch giả, Kenseki thì ra là lệnh bài tiếp dẫn của lãnh diễm tông. Còn vị này chẳng phải là thất tiểu thư, đệ nhất mỹ nhân của thành minh viễn hay sao? Tại hạ vốn mang lòng ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay được gặp mặt, quả thực là người đẹp như ngọc. Thanh niên có vẻ mặt âm hiểm liếc nhìn tấm lệnh bài, nhách miệng lên cười, rồi lại nhìn về phía thất tiểu thư, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ta không cần biết các ngươi là ai mau cút khỏi dư phủ nếu không thì chính các ngươi công khai đối địch với lãnh diễm tông thất tiểu thư thấy đối phương nhận ra lệnh bài trên tay mình thì trong lòng cảm thấy tự tin lên mấy phần thì ra thất tiểu thư chính là người được lãnh diễm tông tuyển chúng vốn mấy người phiếu phụ áo đen và hai tên tu sĩ cung phụng khác đang định bỏ mặc đám người dư ra khi nhìn thấy tình hình như vậy thì tinh thần lại rung động trong lòng đám người dư ra cũng dấy lên một tia hy vọng ha ha lãnh diễm tông thì giỏi lắm sao gã thanh niên thấy vậy bỗng cười lên ha ha như điên ngươi dám coi thường lãnh diễm tông sao sắc mặt thất tiểu thư trầm xuống quát lên lạnh lẽo coi thường hừ chưa nói đến việc ngươi không phải đệ tử chính thức của lãnh diễm tông mà chỉ có cái lệnh bài tiếp dẫn này mà thôi cho dù ngươi thực sự là đệ tử chính thức thì đã làm sao gã thanh niên vẻ mặt âm hiểm cười lạnh lùng rồi gã lật tay lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ bằng kim loại khác nhìn tương tự như tấm của thất tiểu thư trên bề mặt có khắc họa một đồ án hình đầu lâu màu bạc. Cái này là là lệnh bài của đệ tử nội môn ở Thiên Quỷ Tông. Các người là người của Thiên Quỷ Tông sao? Khuôn mặt Thất Tiểu thư biến sắc. Có phải Thiên Quỷ Tông cùng nổi danh nhanh với Lãnh Diễm Tông không? Ba người bọn thiếu phụ áo đen nghe thấy vậy, thì thấp thỏm, hít vào một hơi khí lạnh, quay sang nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc không nói một lời nào. Cứ coi như các ngươi là đệ tử của Thiên Quỷ Tông đi, nhưng Lãnh Diễm Tông cũng là thế lực khống chế ở phong quốc. Các ngươi liều lĩnh xâm nhập sang đây, chẳng lẽ lại muốn khơi mào đại chiến giữa hai tông môn sao?" Thất tiểu thư dường như nhớ ra điều gì đó, huyết sắc trên mặt cũng lại hồng hào lên mấy phần. "Ha ha, lời nói của thất tiểu thư quả thực là chính xác, nhưng đáng tiếc, có một chuyện ngươi đã nói sai rồi." Gã thanh niên nói với vẻ khinh miệt. Thất tiểu thư nghe như vậy thì cảm thấy hơi bối rối. "Ta nói cho ngươi biết một sự thật, lần trước Lãnh Diễm tông thi đấu với bổn tông bị thua trận và đã giao toàn bộ quyền khống chế phong quốc cho bổn tông rồi." hiện nay toàn bộ phong quốc đều thuộc thế lực của thiên quỷ tông chúng ta, gã thanh niên lộ ra vẻ tàn nhẫn, vừa cười vừa nói. Dư thất tiểu thư nghe xong, thì như bị xét đánh, cả người hoàn toàn ngây dại. Trên mặt của đám thiếu phụ áo đen và mấy tu sĩ cung phụng khác, của dư gia đều toát lên vẻ khiếp sợ, vô thức lui lại phía sau mấy bước, cố gắng đứng ra xa tách khỏi đám người dư gia còn lại. Lúc này, sắc mặt đám người dư gia đều rất khó coi, tâm trạng cả đám đều trùng hẳn xuống. Mặc dù bọn họ không biết gì nhiều về chuyện của tiên giới, nhưng khi nghe thất tiểu thư nói chuyện cùng gã thanh niên mặt âm hiểm kia, thì cũng lờ mờ hiểu ra một chút. Phải rồi, còn một việc ta quên chưa nói, ta nghĩ thất tiểu thư cũng sẽ cảm thấy hứng thú với việc này. Ánh mắt của gã thanh niên hiện ra vẻ khác thường, khoái miệng nhách lên nở một nụ. Cười bất thiện. Là chuyện gì? Trong lòng dư tiểu thư cảm thấy nặng nề, linh tính mách bảo rằng lời gã thanh niên sẽ chẳng có gì tốt lành cả, nhưng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Hoàng thất phong quốc cùng mấy tên quan quân khác to gan, dám chống đối lại mệnh lệnh của thiên quỷ tông, đã bị bọn ta cho người bắt lại, phán cho tội mưu phản, rồi đem chém đầu để răn đe dân chúng ở Kinh Đô. Trong đám đó dường như có tên Dư Tương, cùng với hai đứa con đang làm quan văn của hắn. Gã thanh niên nhìn chầm chầm vào mắt thất tiểu thư, từ từ nói ra từng chữ. Phụ thân, đại ca, tam ca. Thất tiểu thư nghe thấy thế thì trước mắt chợt tối sầm lại, thân thể lung lay, ngã vật xuống đất, tấm lệnh bài trong tay cũng rơi ra, lăn trên mặt đất kêu lạch cạch. Những người khác của dư gia nghe nói như thế, ai cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Mấy vị phu nhân vốn lúc trước vẫn cố giữ vẻ ung dung, giờ cũng không kìm nén được mà bật tiếng khóc thút thít, toàn thân như tê liệt ngồi bệt trên mặt đất. Chỉ phút trước, bọn họ còn mang trên mình thân phận tôn quý của phủ tể tướng, địa vị cao quý, được người đời ngưỡng mộ, kính trọng. Thế mà chỉ sau giây lát, mọi thứ đều tan biến, tể tướng bị giết, nhà cửa tan nát, bản thân thì như cá nằm trên thớt đợi người làm thịt. Ha ha, ha ha, gã thanh niên trông thấy dáng vẻ thất tiểu như thế thì mặt hắn đỏ bừng lên ánh mắt lộ vẻ vô cùng hưng phấn cười to như điên không ngừng việc dồn ép con người ta vào bước đường cùng rồi thưởng thức dáng vẻ suy sụp bất lực của họ chính là chuyện mà gã thích làm nhất gã thanh niên cười điên cuồng một lúc mặt dần bớt đỏ rồi hắn vung tay lên lạnh lùng hạ lệnh giết sạch bọn chúng chỉ chừa lại vị thất tiểu thư này cho ta bọn người áo đen xung quanh đồng thanh hô lên tuân lệnh rồi vừa cười vừa đi về phía đám người dư gia BA tên tu sĩ cung phụ, của dư gia lúc này đã cúi đầu lui qua đứng yên lặng một bên, chỉ mong thấy có cơ hội là tìm cách bỏ trốn khỏi chỗ này, gã thanh niên mặt âm hiểm thấy thế thì cười đắc ý, cũng không thèm ngăn trở bọn hắn. Hắc hắc, Tề thiếu gia thật có đôi mắt tinh tường, mặc dù cô gái này chưa từng tu luyện, nhưng nếu đã được lãnh diễm tông phát lệnh bài, chuẩn bị thu nạp thành môn hạ, hẳn là có tư chất không tệ, rất hợp trở thành lô đỉnh cho ngài một người áo đen tiến đến bên cạnh gã thanh niên mặt âm hiểm cất lời nịnh nọt gã thanh niên mặt âm hiểm nghe thấy vậy lại cười lên một trận điên cuồng thân thể thất tiểu thư run rẩy ánh mắt đã khôi phục vại vẻ tinh nhanh trên mặt lộ vẻ kiên quyết vung tay trái lên một vòng từ bên hông trên tay có đã có thêm một thanh dao găm sáng như tuyết mạnh mẽ đâm vào ngực mình nụ cười của gã thanh niên mặt âm hiểm chợt cứng lại hắn rõ ràng không ngờ đối phương lại can đảm như vậy gã muốn ra tay ngăn cản thì đã không kịp chiếu u u một tiếng xe gió vang liên một ngọn gió sắc nhọn bay vụt tới đánh lên con dao găm trên tay thất tiểu thư leng keng dao gặm lập tức bị đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất view view chiếu u u tiếp tục lại có mấy tiếng xe gió khác vang lên bắn về phía mấy tên áo đen đang định tiến đến chém giết mấy người nhà họ dư mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp mấy ngọn gió như thế mà lại có uy lực cực lớn mấy tên áo đen bị trúng gió trực tiếp phun máu tươi, bay ra ngoài. Những tên khác kinh hãi, lập tức dừng bước. Là kẻ nào? Gã thanh niên mặt âm hiểm quát lên một tiếng chói. Tai, rồi đột nhiên quay người nhìn về phía một cái ngã tư cách đó không xa. Mọi người chung quanh cũng quay nhìn sang. Mấy tiếng bước chân văng lên, vài bóng người chậm rãi bước dần tới. Chính là đám người bọn hàn lập, bạch thạch chân nhân mới đến. Gã thanh niên mặt âm hiểm hơi híp mắt lại, nhìn về phía mấy người, ánh mắt hắn chỉ lướt qua người hàn lập một chút rồi tiếp tục đảo qua sau đó dừng lại trên người bạch thạch chân nhân là bạch thạch chân nhân chân nhân xin cứu mạng mọi người trong dư gia vốn đã tuyệt vọng chỉ còn biết ngồi chờ chết lúc này lại thấy bạch thạch chân nhân xuất hiện thì như chết đuối vớ được cọc ý chí ham sống lại trỗi dậy tiểu thư tiểu vũ không thèm để ý đám người áo đen xung quanh mà chạy như bay đến bên thất tiểu thư đem nàng đỡ đứng lên tiểu vũ Thất tiểu thư mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía lão đạo ở cách đó không xa. Mặc dù Bạch Thạch chân nhân là cao thủ kết đan kỳ, nhưng Hồng Bào thượng nhân kia cũng có tu vi kết đan kỳ, mà lại bị thanh niên có vẻ mặt âm hiểm đang đứng trước mặt đây một chiêu giết chết, chỉ sợ Bạch Thạch chân nhân cũng không đánh lại được gã địch nhân này. Ánh mắt nàng bồng chợt sáng lên, nhìn về phía Hàn Lập. Hình dạng của Hàn Lập so với lúc trước thì không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại không còn chút mờ mịt nào, toàn thân còn tràn đầy một loại cảm giác ung dung nhẹ nhàng ngươi chính là bạch thạch chân nhân sao? Hừ, ta thành thật khuyên ngươi một câu, nếu muốn sống lâu một chút thì đừng có dại mà xen vào việc của người khác. Gã thanh niên mặt âm hiểm nhìn chằm chằm bạch thạch chân nhân, tầng hắc quang quanh thân đột nhiên bùng lên, khuếch tán ra một cỗ uy áp khổng lồ. Mấy cơn gió sắc nhọn có uy lực vô cùng lớn vừa nãy, cứ liên tục hiện ra từ hư không, bất ngờ xuất hiện mà không rõ phát là ra từ đâu. Tuy rằng gã thanh niên mặt âm hiểm cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không đoán ra được là mấy cơn gió kia sinh ra như thế nào bất giác gã sinh ra một tia kiêng kỵ đối với mấy người đứng ở con đường phía xa do đó hắn mới liền tỏa ra linh áp muốn dọa mấy người kia thấy khó mà lui thân thể bạch thạch chân nhân chợt run lên một cái trong mắt hiện lên một tia sợ hãi uy áp mà gã thanh niên kia mới tỏa ra rõ ràng đã đạt đến kết đan trung kỳ còn hắn cùng lắm cũng mới chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi còn lâu mới là đối thủ của người ta rồi lão đạo không nhịn được từ từ đưa mắt sang nhìn về phía hàn lập người khác thì không biết chứ lão thì nhìn thấy rõ ràng mấy cơn gió lúc nãy chính là do vị hàn tiền bối này tiện tay bắn ra vài đạo chỉ phong mà thôi biểu tình trên mặt hàn lập như cười như không đứng đó mà không nói gì trong lòng lão đạo chợt thấy lạnh lẽo ngay lập tức đưa ra quyết định rồi cất giọng nghiêm trang đầy chính nghĩa quát hừ ta đây thân là cung phụng trong dư phủ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được các người thật to gan lớn mật dám đến đây giết chóc quả thực trời đất không dung vẻ mặt gã thanh niên mặt âm hiểm kia trở nên dữ tợn, quát lên giận dữ, tốt lắm, người đã ngoại sống lâu, thế thì sớm đầu thai đi kiếp khác đi. Vừa dứt lời, gã khoát tay, thanh cốt đao màu trắng bắn vụt ra, chém về phía bạch thạch chân nhân. Đồng thời, tay kia cũng liên tục bấm pháp quyết, thanh cốt đao đột nhiên bùng lên một quần bạch quang khổng lồ, bên trong hiện ra rất nhiều ảo ảnh hình đầu lâu dữ tợn, cùng tiếng quỷ khóc sói chu vang lên không ngừng, thanh thế cực, kỳ to lớn. Chương 17, Diệt nhị tu, dịch và đề tự, cả rốt tả tu hai gã kết đan ngông cuồng ngu xuẩn lá gan, bằng trời một thằng bị đấm nát người một thằng định chạy mà rồi cũng toi. Cả rốt chân nhân hãy cẩn thận, thanh cốt đao kia rất lợi hại, lúc nãy hồng bào thượng nhân đã mất mạng dưới đao này. Thất tiểu thư cất lời cảnh báo. Chứng kiến uy thế của thanh cốt đao, bạch thạch chân nhân vốn đã khiếp sợ, nay nghe thất tiểu thư cảnh báo thì mặt càng trắng bệch ra, tuy nhiên chợt nghĩ tới hàn lập, lão cắn răng một cái rồi há miệng phun ra một thanh phi kiếm hình xà, hai tay vội thúc dục pháp quyết. Một tiếng suy vang lên, hắc quang trên thân kiếm phóng đại lên, cảm giác như một con rắn cực lớn màu đen đang quấn lấy thanh cốt đao. Thanh niên âm hiểm chỉ khẽ nhách miệng cười khẩy, tay gã biến đổi pháp quyết, một ngón tay điểm tới. Ánh sáng trên thanh cốt đao đại thịnh, cả thanh đao vận mạnh một phát. Ầm một tiếng, kiếm quang màu đen nát bấy, thanh phi kiếm hình xà bị gãy thành mấy khúc và rơi cả xuống. Bạch Thạch chân nhân vội vã vung hai tay lên, một tấm khiên tròn màu xanh trông hơi giống đồng tiền bắn ra gênh đón quang mang của cốt đao hơi mờ đi một chút nhưng uy áp thì không giảm chút nào bổ thẳng vào mặt tấm khiên rắc rắc dù cũng có chút khó khăn nhưng rồi cốt đao cũng chém tấm khiên thành hai mảnh nó khựng lại dây lát rồi ánh đao lại đại thịnh lao tới chém thẳng vào lão đạo lão đạo vô cùng kinh hãi tranh thủ lúc tấm khiên còn có chút tác dụng ngăn cản thân hình lão lóe lên rồi núp ngay sau lưng hàn lập nếu là trước đây thì dù lão không thể địch lại gã thanh niên âm hiểm kia nhưng cũng có thể quấn chân gã một lúc, tuy nhiên do lúc giao thủ với Hàn Lập, món pháp bảo hộ thân của lão đã gần như bị hủy nên giờ đây, không thể nào ngăn cản thanh cốt đao. Ánh đao bừng lên, chỉ nháy mắt đã bay tới ngay trước người Hàn Lập, một cỗ hàn quang lạnh lẽo ập tới, cứ như thể sắp chém Hàn Lập và Bạch Thạch Chân Nhân thành bốn khúc. Tiền bối, Bạch Thạch Chân Nhân hô khẽ một tiếng, vẻ mặt Hàn Lập vẫn lạnh băng, hắn chỉ khẽ nhấc tay lên, một quần sáng màu vàng kim lóe lên từ bàn tay, xuất hiện một mảng vảy lân vàng kim, năm ngón tay chụp tới nhanh như điện. Cạch, một tiếng động nhỏ vang lên, hào quang chói lóa cùng với những âm thanh gào góc thê lương đều biến mất, hiện ra một con dao găm màu xám trắng nằm gọn trong tay Hàn Lập, nó đang cố sức giãy dụa vùng vẫy như một con cá bị tóm trong tay, tuy nhiên không thể thoát ra được. Làm sao có thể? Con ngươi của thanh niên âm hiểm như lòi ra khỏi trong mắt, gã không tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mặt. Thanh cốt đao kia nhìn có vẻ tầm thường, nhưng thực ra được một vị trưởng bối trong tộc của gã chịu hao tốn rất nhiều tài liệu chân quý mới luyện chế thành, nó được phòng chế theo thanh thiên quỷ đao, là vật trí bảo của tông môn. Cốt đao có uy lực cực lớn, ngay cả cao thủ kết đan hậu kỳ cũng không dám trực diện đối đầu, vậy mà giờ đây lại bị người ta tóm lấy bằng tay không? Toàn bộ đám người tại đương trường đều trợn mắt há mồm, miệng há hốc ra như thể không ngậm lại được nữa. Liễu Thạch, vẻ mặt thất tiểu thư lúc này cũng ngập tràn vẻ hoảng sợ, đôi mắt đẹp hấp hái lít nhìn về phía Hàn Lập vẻ mặt bạch thạch chân nhân cũng đang đần thối ra lão đã đoán trước là hàn lập sẽ cản được thanh cốt đao nhưng không tưởng tượng nổi là chỉ bằng một cú chộp tay nhẹ nhàng như vậy vị hàn tiền bối này rút cục lợi hại tới nhường nào tuy kinh hãi nhưng lão cũng thầm nghĩ mình đã rất may mắn lúc trước giao thủ với hàn lập may mà hắn nương tay nếu không thì tính mạng của lão làm gì còn tới lúc này vẻ mặt liễu nhạc nhi thì ngoài sự hưng phấn khoái trí ra cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm trong mắt nàng thạch đầu ca ca lợi hại vô cùng, vậy nên dù làm chuyện gì cũng không có gì là lạ. Lâu lắm rồi ta không đụng tay tới loại tà bảo cấp thấp như vậy. Hàn Lập khẽ lướt vật đang nằm trong bàn tay, hắn lẩm bẩm mấy chữ rồi bóp năm ngón tay lại. Ầm một tiếng, thanh cốt đao bị nổ tung tạo thành một đám bụi màu xám rớt xuống mặt đất. Không! Sắc mặt thanh niên âm hiểm tái nhợt lại, gã hộc ra một bụng máu. Thanh đao kia vốn là bản mệnh pháp bảo của gã, đao bị hủy cũng tương đương với việc gã bị cụt mất một tay dám hủy trí bảo của ta ngươi hãy đền mạng đi ánh mắt thanh niên ngập tràn vẻ oán độc hai tay bấm nhiệm pháp quyết miệng hét lên một tiếng một cỗ hắc khí tuôn ra cuồn cuộn từ cơ thể gã rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây đen kịt bên trong có thể thấy lờ mờ những bóng quỷ ảnh không chỉ có vậy thanh niên vội vỗ vào ngực ba phát liên tục phun ra ba ngụ máu mỗi ngụ máu phun ra làm cho sắc mặt gã tái nhợt thêm một chút sau khi phun xong ba ngụ máu thì mặt gã đã trắng bệch như tờ giấy không còn một chút huyết sắc nào tinh huyết phun ra, ngay lập tức đón gió tăng trưởng hóa thành một đám huyết vụ nồng đậm, rồi nhập chung vào đám mây đen. Hắc vân liền biến thành huyết vân, ngày càng cuồn cuộn, phình to ra gấp mấy lần, đám quỷ ảnh mơ hồ bên trong như hóa thành thực, không ngừng gào thét thê lương. Thanh niên âm hiểm bỗng khom người lại rồi âm thầm chui tọt vào đám huyết vân. Sự tình kể ra thì dài dòng nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt. Từ khi đám huyết vân xuất hiện ở trạch viện, không khí như trong hầm băng, nhiệt độ hạ nhanh chóng, với tu vi của bạch thạch chân nhân mà cũng phải dùng mình lão vội phát động một kiện bảo vật là một miếng ngọc bội chớp lên ánh sáng trắng bao phủ cơ thể lão và liễu nhạc nhi ở gần đó sau đó từ từ thối lui về phía sau đám hắc y nhân bọn người dư gia và đám cung phụng lúc này đều lạnh tới mức mặt trắng bệch cả người run lẩy bẩy liễu nhạc nhi mới cảm thấy lạnh lẽo mà chỉ giây lát sau lại thấy ấm áp hẳn lên cơ thể được bao bọc trong một quần sáng như một đám hơi nước màu trắng bạch thạch chân nhân không biết tự lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh nàng lão phát động bảo vật có hình dạng miếng ngọc bội tạo ra quần sáng trắng bao phủ nàng. Thấy thiếu nữ nhìn mình, lão đạo vội nở nụ cười nịnh bợ, lão lấy thân che chắn cho nàng thối lui ra sau mấy chục trượng. Hàn Lập quan sát đám huyết vân trên không, mặt hắn xuất hiện một tia dị sắc, sau đó hắn chợt vung tay tung ra một quyền vào hư không. Ầm, um, một bóng quỷ ảnh bị chấn động văng ra từ trên không, giữa không trung vang lên một thanh âm gào thét, rồi xuất hiện một đám sương mù màu xám phụt ra. Dưới chân Hàn Lập vang lên những tiếng xùy xùy mấy sợi xích như mấy con rắn độc bắn vụt ra rồi trói chặt chân hắn. Một gã nam tử áo xám hai tay đang bấm niệm pháp quyết bỗng trồi lên từ lòng đất, ở gần đó, đúng là gã đồng bọn của thanh niên âm hiểm lúc trước đi cùng nhau ở Minh Viễn Thành. Khí thức tỏa ra từ người gã này vượt trội hơn thanh niên âm hiểm, cả người gã được bao phủ trong một quỷ ảnh màu đen, cứ như là cả hai hòa chung là một, bóng người gã cũng như hư ảnh mờ mờ, cứ như thể sẽ tan biến vào hư không bất kỳ lúc nào. Ha ha! Phạm Sư Huynh tới thật đúng lúc, hãy mau phối hợp cùng ta tiêu diệt tên kia. Một chàng cười của thanh niên âm hiểm vang lên từ trong đám huyết vân, ngay sau đó là những tiếng chú ngữ lầm rầm. Gió tanh nổi lên, đám huyết vân cuồn cuộn xô tới như sóng vỗ bờ. Trên mặt Hàn Lập vẫn không có biểu cảm gì, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, đám huyết vân ập tới bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Những quỷ ảnh trong đám huyết vân mắt sáng rực lên lộ rõ vẻ thèm thuồng khát máu, cả lũ nhe răng ra cùng nhau nhau đớp tới, cứ như là muốn phanh thay xe xác ăn thịt hàn lập. Nhìn thấy cảnh này, thanh niên âm hiểm vô cùng vui mừng. Đám huyết hồn kia đều được tế luyện ra bởi các bí pháp đặc thù, bọn chúng nằm ở giai đoạn trung gian giữa thực thể và linh thể, rất khó bị tiêu diệt. Một khi bọn chúng đã bu vào người thì sẽ quấn lấy dai như đìa, chỉ còn con đường chết mà thôi. Không cần quan tâm ngươi là ai, dám cả gan đối nghịch với thiên quỷ tông thì tất phải thần hồn câu diệt. Gã đàn ông áo xám tuy bị giật mình khi hàn lập, phát hiện ra đám quỷ vật ẩn thân, nhưng lúc này cũng lộ rõ vẻ tàn ác trong lời nói ngay sau đó thân hình gã nhoáng lên một cái rồi xuất hiện ngay phía trên hàn lập ở trong đám huyết vân hai tay gã vỗ mạnh tạo thành một quỷ trào màu đen cực lớn trên những ngón trào phát ra những quầng sáng màu u lục tỏa ra mùi xú uế xem ra chúng có chứa kịch độc quỷ trào bổ xuống một cách hung bạo kaka ca ca. nhìn thấy cảnh này liễu nhạc nhi định dốc sức liều mạng lao tới không cần chạy qua hàn tiền bối thần thông quảng đại chắc chắn sẽ có cách thoát khốn Bạch Thạch chân nhân vội kéo Liễu Nhạc Nhi lại. Miệng nói như vậy nhưng trong lòng lão cũng đang run lên, một gã cường địch lợi hại hơn gã ban đầu bỗng nhiên xuất hiện, không hiểu vị Hàn Tiền bối kia có ứng phó nổi hay không. Ở đằng xa, sắc mặt Thất tiểu thư cùng ba tên cung phụng hiện rõ vẻ hốt hoảng, có gì đó từ trong lòng trào lên nghẹn họng. Hàn Lập buông tiếng cười hắc hắc, không thấy hắn có bất kỳ hành động gì, chỉ thấy vang lên một loạt thanh âm như pháo nổ từ trong cơ thể, cả người hắn bỗng phình to ra, một lớp vải lân màu vàng kim xuất hiện trên da rắc, rắc, hắn lắc nhẹ vai một phát, cả đám xích màu đen đang quấn chặt trên người đều đứt tung ra, hai tay hắn nhẹ nhàng đưa lên, một đám quyền ảnh màu vàng kim dày đặc bung ra tấn công xung quanh, như sấm rung chớp giật, những âm thanh bịch bịch vang lên liên hồi. Quỷ trào màu đen vừa chạm nhẹ vào quyền ảnh vàng kim liền bị vỡ nát, phát ra những thanh âm như tiếng gốm sứ bị đập vụn. Gã nam tử áo xám bị vô số quyền ảnh đánh trúng, quỷ ảnh màu đen lập tức bị đánh tan, cả người gã bị đánh tung ra ngoài như một cái bao tải rách, Máu thịt bung bét tung tóe khắp nơi, cả thân thể lẫn thần hồn đều tan xác, không còn có bất kỳ tiếng động nào nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ đám quỷ ảnh và cả đám huyết vân đều bị những quyền ảnh vàng kim quét sạch, một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên, bóng người thanh niên âm hiểm hiện rõ ra. Mặt gã lúc này ngây ra như phỗng, sau khi liếc thấy ánh mắt lạnh như băng của Hàn Lập, cả người gã giật bắn lên, không nói lời nào vội vàng thay đổi pháp quyết trên hai tay, cơ thể tỏa ra một đám hắc vân rồi quay đầu chạy thẳng về phía xa. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại, hắn hít vào một hơi, lồng ngực phồng lên, rồi há miệng phun ra một phát. Vèo một tiếng, từ miệng hắn bắn vụt ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã bay tới chui vào trong đám hắc vân. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, sau đó đám hắc vân tan rã, một cái xác có một lỗ thủng to màu đỏ máu ở gáy rớt xuống từ trên cao, chính là gã thanh niên âm hiểm. Toàn trường im ắng tuyệt đối, có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Kiếm tu một thanh âm nho nhỏ của ai đó phát ra. Chương 18, Thỉnh cầu. Dịch giả, Nilơ 32 Hàn lão ma uy hiếp, điều tra Thiên Quỷ Tông thất tiểu thư cầu xin, kính hiến ra nguyên châu. Vương Tu Phương từ lúc nam tử áo xám thỉnh lình xuất hiện, liên thủ với thanh niên âm hiểm hai mặt giáp công Hàn Lập, đến khi họ Hàn ra tay diệt sát cả hai trước sau không đến hai ba nhịp thở. Hai gã kết đan mạnh mẽ vô bị lại vẫn lạc dễ dàng như vậy, khiến cho tất cả mọi người chung quanh gồm cả người nhà họ Dư, và đám người áo đen đều bị dọa đến trợn mắt há mồm. Nhất là đạo bạch quang bay từ trong miệng Hàn Lập ra ban nãy, tới vô ảnh thoái vô tung. Chỉ trong chớp mắt đã diệt sát thanh niên tà đạo vốn đã tẩu thoát đến tận chân trời, cộng thêm hai chữ kiếm tu, không biết là ai thốt ra đã khiến đám người áo đen không dám nấn ná thêm nữa. Cả đám nháo nhào tế ra pháp khí, mưu đồ thoát khỏi dư phủ. Phải biết rằng, kiếm tu tại linh hoàn giới có thể dễ dàng nghiền chết tu sĩ cùng giai. Hơn nữa tốc độ phi kiếm cực nhanh, giết người trong vô hình, lúc này mà còn không đi, về sau cũng đừng mơ tưởng thêm nữa. Trong lúc nhất thời, bên trong khuôn viên nhà họ Dư, hào quang pháp khí nổi lên bốn phía. Hơn 10 đạo phi toa đồng loạt phóng thẳng lên trời, bỏ chạy bốn phương tám hướng. Hàn Lập không thèm liếc nhìn những kẻ bỏ trốn, dù chỉ một cái mà khẽ nhướng mày quan sát thi thể của thanh niên âm hiểm, khuôn mặt như đang nghĩ ngợi gì đó. Nhóm người dư ra thấy vậy chỉ biết nhìn nhau, không ai dám lên tiếng quấy dày. Về phần ba gã cung phụng càng không dám thở mạnh một cái, Ngược lại, Bạch Thạch chân nhân sau một thoáng trộm nhìn Hàn Lập, chỉ do dự một chút, rồi lập tức vung mạnh tay phải về phía đám người áo đen bỏ trốn. Chỉ thấy ống áo của lão khẽ vụt lên, một sợi dây thường màu vàng theo đó, vút ra như độc xà sau đó cuộn lại giữa không trung rồi mới bay vụt trở về. Một tiếng "bành" vang lên, một gã tu sĩ cao gầy bị dây thường chói nghiến như cái bánh trưng, rơi bịch xuống trước mặt Hàn Lập. "Tha mạng, xin tha mạng." Tu sĩ áo đen té lăn ra đất nhưng vẫn bất chấp đau đớn mà lập tức cầu xin Hàn Lập tha thứ. Người biết Thiên Quỷ Tông này sao? Hàn Lập không để ý đến Tu Sĩ si Áo Đen đang bỏ dạp dưới đất, mà chỉ quay đầu hỏi Bạch Thạch Chân Nhân một câu. Thiên Quỷ Tông và Lãnh Diễm Tông đều là đại tông số một số hai tại Linh Hoàn Giới. Bạch Thạch Chân Nhân nhìn sang thất tiểu thư một cái, sau đó trả lời một cách cẩn thận. Lần này Thiên Quỷ Tông phái bao nhiêu người đến Thành Minh Viễn? Hàn Lập gật đầu, cúi đầu nhìn về phía nam từ áo nè. Khởi, khởi bẩm tiền bối, theo ta được biết chỉ có những người đã đến dư phủ ban nãy. Tu sĩ si áo đen gắng gượng ngồi dậy, trả lời không chút ngưng nghỉ. Nào ngờ chưa nói hết câu, gã đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh giống như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy ánh mắt thanh niên cao lớn trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Đôi người đèn nhánh bất chợt trở nên vô cùng sâu rộng, tựa như hai vòng xoáy hun hút. Chỉ cần gã có can đảm tự cho là thông minh nói dối nửa câu, bản thân sẽ lập tức bị nuốt chửng. Tuy cảm giác này chỉ là Khoảng qua nhưng vẫn khiến lông tóc toàn thân tu sĩ áo đen dựng đứng. Y phục trên người cũng bị mồ hôi lạnh khiến cho ướt sũng. Tiền bối bất giận, những điều tại hạ nói đều là sự thật. Vãn bối chỉ là đệ tử ngoại môn phụ mệnh đến phủ tể tướng làm việc. Về việc trong thành còn nhân thủ khác của bồn tông hay không, ta thật sự không biết. Tu sĩ hận không thể quỳ xuống dập đầu. Nhưng bị dây thừng trói buộc nên chỉ có thể cúi xuống thật sâu. Phụ mệnh hành sự là lệnh của hắn. Hàn lập chỉ về phía thi thể của thanh niên âm hiểm rồi hỏi. Đúng vậy, hắn, hắn tên là Tề Minh Hạo, là đệ tử nội môn của Bổn Tông, thiên tư cực tốt, rất được coi trọng. Hắn còn có một thúc tổ đồng tộc là trưởng lão Bổn Tông, có chỗ dựa như vậy, nên bọn Vãn Bối thật sự không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu sớm biết dư phủ nhận được sự che chở của tiền bối, dù cho Vãn Bối có 100 cái mạng cũng không dám bước vào nơi đây nửa bước. Tu sĩ áo đen gật đầu liên tục, tiếp tục cầu khẩn. Thất tiểu thư chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, hai mắt ửng đỏ, những điều tế minh hạo nói lúc trước đều là sự thất cha ta đã sự tình phong đô đệ tử ngoại môn không có tư cách tham dự nhưng theo ta được biệt sự tình cụ thể cũng không sai biệt lắm tu sĩ áo đen trả lời một cách e rè dư thất nghe vậy hai mắt khép lại đôi lệ theo đó nhanh chóng chảy xuống phụ nữ và trẻ em nhà họ dư cũng đau buồn khóc giống lên thiên quỷ tông các ngươi đã tiếp quản phong quốc không chế hoàng thất vì sao còn phải tận diệt dư thị nhất tộc chúng ta thất tiểu thư lần nữa mở mắt vẻ mặt đau khổ đây là lệ cũ trong tông để hoàn toàn khống chế phong quốc toàn bộ thần tử cùng hoàng thất có liên quan đến lãnh diễm tông trước kia đều phải bị huyết tẩy dư gia cũng nằm trong danh sách này chư vị chư vị chớ trách ta lắm miệng tề trưởng lão nổi tiếng là người bao che khuyết điểm lần này cháu trai bị giết lão nhất định truy cứu đến cùng dù là đệ tử ngoại môn bọn ta cũng nhất định sẽ bị hành hạ đến chết tu sĩ hắc y đột nhiên nghĩ đến gì đó run giọng trả lời vẻ mặt tràn đầy sợ hãi người nhà họ Dư nghe gã nói vậy không khỏi kinh nghi. Ba vị cung phụng còn sống sót sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. "Thất muội, nhiều lời với hắn làm gì, chúng ta cũng nên mau chóng rời đi thôi. Không phải muội còn có một vị sư phụ ở Lãnh Diễm Tông hay sao? Đến tìm sư phụ muội, nàng ấy nhất định sẽ thu dụng chúng ta." Đường Đường nhị thiếu gia của Dư phủ, lúc này nào còn bộ dáng thanh y đạo mạo, vọng tộc thế gia lúc trước. Nước mắt giàn ruộng, mặt mày nhem nhuốc, giọng nói gần như nức nở thất tiểu thư không để ý đến hắn mà chỉ khẽ nâng tay áo lau đi nước mắt sau đó, tiến đến trước mặt ba người Hàn Lập, Liễu Nhạc Nhi và Bạch Thạch Chân Nhân, thi lễ rồi nói, đa tạ ơn cứu mạng của ba vị. Hàn Lập không nói gì, bộ dáng vô cùng thản nhiên. Bạch Thạch Chân Nhân cũng chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Thất tiểu thư, Liễu Nhạc Nhi vốn đã trải qua thảm cảnh thân tộc chết thảm, lúc này khó tránh khỏi có chút đồng cảm nên muốn lên tiếng an ủi vài câu, nhưng lại không biết nói gì. Lời đang nói ra đành phải dừng lại, Thất tiểu thư gật nhẹ với nàng một cái rồi khẽ cười mỉm. Sau đó, nàng lại trở nên trầm mặc. Thần sắc bi thương chán nản dần được thu hồi, khuôn mặt theo đó trở nên cương nghị, dường như thoáng cái từ thất tiểu thư trở lại thành thất công tử. Trong tay nàng lóe lên một thanh dao găm sáng loáng như tuyết, đúng là vũ khí bị hàn lập tức đi, không nói hai lời đâm vào ngực tu sĩ si áo đen. Xin tha mạng, theo tiếng kêu thảm vang lên, dao găm dài hơn thước đã ngập đến tận chuôi. Tu sĩ si áo đen nằm trong vũng máu, Thân thể run rẩy vài cái sau đó không còn động đậy gì nữa. Lúc này, Thất tiểu thư nhìn lại chừng hơn 10 người còn sống. Sót dứt khoát nói ra, dư phủ gặp nạn đã là sự thật, dù có lãnh Diễm Tông làm chỗ dựa cũng không thể khôi phục ngày một ngày hai. Phàm nhân có quan hệ với dư gia, hãy theo ta đến lãnh Diễm Tông. Những người còn lại, chốc nữa hãy vào trong phủ thi lấy tiền bạc rồi đi đi. Gia quyến nhà họ dư lúc này đã bình tĩnh hơn, không còn nức nở nữa mà dần an tĩnh trở lại. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi nhìn kỹ cô gái này hơn một chút. Về phần chư vị cung phụ, hôm nay liều chết bảo vệ gia quyến dư phủ, chính là đại ân bằng trời. Nếu chư vị muốn rời đi, có thể tùy ý lựa chọn vài món bảo vật trong phủ, nhược bằng chư vị nguyện ý tiếp tục hộ tống bọn ta đến lãnh diễm tông, ngày sau tất có thâm tạ. Sau đó, thất tiểu thư đưa mắt nhìn sang nhóm người thiếu phụ áo đen rồi nói: "Nghe vậy, bọn họ nhìn nhau, khuôn mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt đều vô ý hữu ý nhìn sang hai người Hàn Lập và Bạch Thạch chân nhân." thất tiểu thư thấy thế cũng không khỏi nhìn sang hàn lập nội tâm trượt cảm thấy giật mình sau khi suy nghĩ thật nhanh nàng liền véo áo thi lễ rồi nói liễu đại ca tuy rằng tiểu muội chưa biết lai lịch của thật sự của các hạ nhưng có thể khẳng định huynh là một tiền bối cao nhân chân chính bảo vật tầm thường chỉ sợ khó có thể lọt vào pháp nhãn của huynh ta nguyện ý dùng giao nguyên châu gia truyền để làm thu lao hy vọng các hạ có thể hộ tống bọn ta đến lãnh diễm tông thất tiểu thư nhìn thẳng về phía hàn lập thành khẩn nói ra giao nguyên châu Bạch Thạch nghe vậy không khỏi nhíu mày, đáy mắt hiện ra một tia tham lam nhưng sau khi liếc nhìn Hàn Lập, ý nghĩa này lập tức tan thành mây khói. "Thất muội, ngươi điên rồi sao? Giao Nguyên Châu sao có thể dùng để trao đổi?" Nhị thiếu gia nhà họ Dư nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng kêu lên. "Nếu Dư phủ không còn, một viên Giao Nguyên Châu có nghĩa lý gì cơ chứ? Chỉ cần Liễu đại ca đáp ứng, tiểu muội lập tức mang bảo vật này tới, thế nào?" Thất tiểu thư không chút để ý mà vẫn nhìn thẳng về phía Hàn Lập rồi nói, Chương 19, chất tôn của hóa thần. Dịch giả, Minh Nét xô Biên, Ni Lơ Ba Hai Giao Nguyên Châu có thể giúp tu sĩ kết đan đột phá bình cảnh, quả thật không phải là vật tầm thường. Có điều tại hạ lại không cần đến, thất tiểu thư không cần hao tổn tâm tư thêm nữa. Hàn Lập vừa lắc đầu vừa nói, nếu liễu đại ca có yêu cầu khác, cứ việc nói ra, chỉ cần ở trong khả năng của mình, tiểu muội sẽ không chối từ. Thất tiểu thư nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ nhưng khẽ cắn nhẹ môi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại nói tiếp, sở dĩ ta có thể tỉnh táo trở lại quả thật thiếu cô một phần nhân tình có điều ban nãy ta đã ngăn cô tự sát lại giúp cô diệt sát hai gã kết đan kỳ của thiên quỷ tông cũng xem như trả lại ân tình khi đó bình thường không nói nhưng ta vừa mới tỉnh lại còn có sự tình cần phải giải quyết e rằng không thể hộ tống các vị đến lãnh diễm tông hàn lập trả lời một cách thản nhiên thất tiểu thư nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng dùng ánh mắt khổ sở nhìn về phía liễu nhạc nhi khiến họ liễu có chút không đành lòng nhìn lại một cái, thần sắc do dự nắm lấy ống tay áo Hàn Lập, mở miệng muốn nói gì đó. Hàn Lập tự nhiên hiểu tâm tư của cô bé này, hò tay xoa nhẹ đầu của nàng, sau đó lại không chút để ý nhìn lướt qua hướng khác ở ngoài viện, bình tĩnh nói, yên tâm đi, cho dù ta không ra tay tương trợ cũng sẽ có những người khác ra tay. Thất tiểu thư nghe vậy lập tức hơi ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu ý của Hàn Lập. đúng vào lúc đó, tiếng phá không vèo vèo từ xa truyền đến nhóm người dư ra bao gồm thất tiểu thư không khỏi kinh hãi đồng loạt nhìn đến nơi phát ra âm thanh bạch thạch đạo nhân cùng hắc y thiếu phụ cùng vài tên tu sĩ lập tức một lần nữa lấy ra pháp khí kết quả trước mắt mọi người liên tiếp một bóng đen cắt qua phía chân trời từ phía bên ngoài tiến vào phốc phốc đáp trên mặt đất lăn mấy lần một đầu người máu chảy đầm đìa nhìn qua đúng là đám tu sĩ áo đen chạy trốn ban nãy khuôn mặt bọn chúng đều lộ rõ sự hoảng sợ mọi người giật nảy mình liễu nhạn nhi khẩn trương nắm chặt ống tay áo hàn lập thế nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn vẫn rất bình thường quay đầu nhìn về phía nào đó bạch quang chợt lóe bỗng nhiên một cái thân ảnh màu trắng bồng bềnh nhẹ dàng đáp vào trong sân chỉ thấy một mỹ phụ cao lớn chừng ba mươi mấy tuổi dáng vẻ thướt tha tay cầm trường kiếm cùng vỏ kiếm đen nhánh toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén ít khi có ở nữ nhân sư tôn thất tiểu thư thấy rõ người vừa tới bèn kinh ngạc gọi lớn một tiếng sau đó phi thân lao tới mộng hàn ngươi không sao chứ sư phó yên tâm rồi mỹ phụ giữ chặt tay thất tiểu thư khẽ vuốt tóc hai bên trán của nàng sắc mặt có chút buông lỏng ánh mắt thoáng hiện yêu thương người nhà họ dư nghe được cuộc nói chuyện của hai người biết đây không phải là kẻ địch lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm bạch thạch chân nhân cùng hắc y thiếu phụ cùng mấy người sắc mặt buông lỏng đồng thời lần lượt nhìn về phía ống tay áo của người phụ nữ xinh đẹp kia Bất ngờ nơi đó có theo một ngọn lửa xinh xắn giống hết họa tiết trên lệnh bài, mà thất tiểu thư lấy ra. Mấy người nhất thời lộ ra vẻ kính trọng Liễu Nhạn Nhi dường như có chút sợ hãi, co lại trốn sau lưng Hàn Lập, giữ chặt tay áo của hắn. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Hàn Lập tự nhiên biết được suy nghĩ của Liễu Nhạn Nhi. Nghe vậy cô gái này mới nhẹ dàng thả lỏng khẽ gật đầu. Sư! Tôn! Người làm sao tới được đây? Dư mộng Hàn lau nước mắt rồi hỏi ta ở tông môn nghe nói quỷ tông khả năng xẻ ra tay dư phủ bèn cấp tốc chạy, tới, chẳng may trên đường lại bị bọn chúng dở trò ngăn cản nên mới đến muộn, cũng may là vẫn còn kịp. Mỹ phụ áo trắng nhẹ nhàng nói, liễu nhạn nhi nghe vậy cũng yên tâm, gật đầu, đều dựa vào cung phụng của dư phủ liều bảo vệ, còn có liễu đại ca ra tay tương trợ, mọi người, vị này chính là sư tôn của ta. Sư tôn, đây là bốn vị cung phụng của dư phủ, còn đây là liễu thạch liễu công tử, Chính huynh ấy ra tay đánh chết hai tên kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, tương trợ dư phủ. Dư Mộng Hàn cười, lôi kéo Hàn Lập trong đám người tới trước mặt, giới thiệu một phen, cố ý nhấn giọng khi giới thiệu về hắn. "Thất tiểu thư, tại hạ tên thật là Hàn Lập, Liễu Thạch chỉ là tên giả mà thôi." Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa Tiếu Phi tiếu nói với Dư Mộng Hàn. "A, à, thì ra là Hàn đại ca." Dư Mộng Hàn khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Thiếp thân là cổ vận nguyệt của Lãnh Diễm Tông." Đa tạ Hàn đạo hữu cứ mạng gia đình tiểu đồ, không biết các hạ là đệ tử của môn phái nào. Mỹ phụ biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm. Làn ra đám người bạch thạch như bị kim đâm, nỗi kính sợ trong lòng càng lớn. Mỹ phụ khẽ quét về phía đám người bạch thạch, liễu nhạn nhi ánh mắt dừng trên người Hàn lập, vẻ mặt chậm rãi thay đổi, dần dần trở nên ngưng trọng. Trên người Hàn lập khí tức như có như không, với thần thức của nàng cũng không thể nhìn thấu. Điều này khiến nữ tu sĩ này không khỏi dùng mình hàn mỗ không môn phái chỉ là một tán tu vừa rồi ra tay cũng là vì thất tiểu thư từng có ân với tại hạ có qua có lại mà thôi hàn lập ánh mắt an tĩnh với thần thức mạnh mẽ của hắn thản nhiên liếc nhìn đã biết đối phương là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ thì ra hàn đạo hữu là tán tu mỹ phụ không khỏi có chút bất ngờ nhân vật có thể đơn giản đánh chết hai gã tu sĩ kết đan tu vi tuyệt đối không thấp thế nhưng trong giới tán tu chưa từng có tu sĩ vượt quá nguyên anh kỳ Mộng Hàn, hiện tại Phong Quốc đã là phạm vi thế lực của Thiên Quỷ Tông, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta cần phải lập tức rời đi." Cổ Vận Nguyệt nhìn lại Hàn Lập một cái, thấy đối phương không muốn nói thêm bèn khẽ gật đầu sau đó nói với Mộng Hàn. "Mọi người dư gia đã sớm không muốn nghĩ ở tại chỗ này, nghe thấy lời này đều lộ vẻ vui mừng." Sư tôn chờ đã, đệ tử có chuyện muốn muốn nói qua với người một chút. Dư Mộng Hàn vừa nói vừa lôi kéo Cổ Vận Nguyệt, đi tới gần thi thể thanh niên âm hiểm. "Di, Tề Minh Hạo?" Sao hắn lại ở đây? Mỹ phụ nhẹ ồ lên một tiếng, khuôn mặt có chút biến sắc. Sư tôn, người cũng nhận ra kẻ này. Thúc tổ của hắn thật sự là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông. Dư Mộng Hàn quan sát vẻ mặt Cổ Vận Nguyệt, trong lòng máy động, nhẹ giọng hỏi, "Không sai, thúc tổ Tề Huyền hắn là trưởng lão Thiên Quỷ Tông, tu vi đã đạt đến cảnh giới hóa thần. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu biết cháu trai bị giết chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." Cổ Vận Nguyệt chậm rãi trả lời, "Cảnh giới hóa thần, dư mộng hàn sắc mặt đại biến hít sâu một hơi đám người bạch thạch chân nhân đều tỏ vẻ hoảng sợ đại tu sĩ hóa thần đây chính là cảnh giới vượt xa tồn tại nguyên anh một ngón tay của lão cũng có thể nghiền nát bọn họ là ai xuống tay với tề minh hạo cổ vận nguyệt hỏi ánh mắt từ sớm đã nhìn về phía hàn lập thế nhưng họ hàn vẫn rất từ tốn đi tới thi thể của nam tự áo xám cách đó không xa tùy tiện nhặt lấy cái túi chữ vật không chút để ý xem xét đồ vật bên trong chính Hàn đại ca ra tay đánh chết hắn ta. Dư Mộng Hàn thấy vậy gật đầu xác nhận. Mỹ phụ nghe vậy sắc mặt biến đổi sư tôn, Tề Huyền lão liệu có tức giận đến mức tự mình ra tay khi biết cháu trai vẫn lạc. Dư Mộng Hàn có chút bất an. Địa vị Tề Huyền ở Quỷ Tông cao, hơn nữa còn nói dõi đông đảo, hẳn sẽ không vì một gã chất tôn mà rời bỏ tông môn, nhiều nhất chỉ phái môn hạ đệ tử điều tra việc này. Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói ra. Dư Mộng Hàn nghe vậy, sắc mặt buông lỏng, tuy vậy cũng không thể chủ quan mộng hàn ngươi phải lập tức lên đường cùng ta cần phải nhanh chóng trở về lãnh diễm tông trước khi tề huyền phái người đuổi tới mỹ phụ áo chẳng tỏ vẻ ngưng trọng dư mộng hàn nghe vậy không khỏi biến sắc mỹ phụ áo trắng dường như chỉ định mang một mình nàng rời đi vội nói sư tôn con có thể đưa người nhà tới nương nhờ lãnh diễm tông có được không gia quyến dư gia nghe vậy đều nhìn phía cổ vận nguyện bạch thạch cùng với mấy cung phụng cũng trong lòng áo ước chờ đợi nhìn về phía cổ vận nguyện nếu có thể mượn cơ hội này gia nhập Lãnh Diễm Tông, dù chỉ là đệ tử ngoại môn vẫn tốt hơn làm tán tu, đặc biệt dưới tình huống đã đắc tội với Thiên Quỷ Tông. Chương 20, mời Dịch và đệ tử Kenseki Biên Nila Ba Hai sau khi mọi việc xong xuôi nàng liền cất tiếng mời anh về nhà đang lúc anh không có nhà nên đành đồng ý theo nàng về luôn, không thể được. Lãnh Diễm Tông chúng ta sao có thể thu nhận phàm nhân cơ chứ? Gia quyến của ngươi hãy để cho mấy vị cung phụng kia hộ tống đến Khê Quốc tạm lánh nạn đi. Cổ vận nguyệt lắc đầu, cương quyết từ chối. Khê quốc là một quốc gia thế tục khác nằm ở phía đông bắc phong quốc, hiện tại vẫn nằm trong phạm vi thế lực của lãnh diễm tông. Nhóm tu sĩ cung phụng của dư phủ không khỏi tỏ ra thất vọng, nhưng trước mặt cổ vận nguyệt thì tự nhiên không dám nói không. Gia quyến dư gia cũng lấy làm sợ hãi, vội vàng hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn dư mộng hàn. Nếu đám người thiên quỷ tông lại tìm đến, chẳng phải chúng ta chỉ còn đường chết cả sao? Thất muội, dù đã gia nhập tiên môn người cũng không thế bỏ mặc bọn ta như vậy dư nhị thiếu gia càng tỏ ra gấp gáp, vội gào to, câm miệng. Dư mộng hàn xa sầm nét mặt, trầm giọng quát lên. Dư nhị thiếu gia khẽ run rẩy, mấy lời cứng rắn định nói ra vội nuốt trở lại. Sư tôn, để người thân của con đến khê quốc sẽ không có chuyện gì thật chứ. Thiên quỷ tông có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Tuy miệng dư mộng hàn thì quát mắng dư nhị thiếu gia, nhưng đồng thời trong lòng cũng lo lắng cho sự an nguy của những người khác trong nhà. Đồ nhi không cần lo lắng. Theo quy củ của linh hoàn giới, chỉ cần ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn của lãnh diễm tông bọn chúng sẽ không dám ra tay đối với người nhà của ngươi ở thế tục nếu không sẽ vi phạm cấm kỵ của giới này nếu bọn họ có can đảm dám đuổi giết người nhà của ngươi về sau khi tu vi của ngươi đại thành có thể dựa vào lý do này để xuống tay với người nhà của các đệ tử thiên quỷ tông khác lúc trước bọn chúng cố tình ra vẻ không biết ngươi có lệnh bài tiếp dẫn của bổn tông nên mới ra tay với dư phủ nhưng hiện tại vi sư đã trực tiếp ra mặt tình huống tự nhiên sẽ khác lúc này việc quan trọng nhất là đưa ngươi về đến lãnh diễm tông một cách an toàn cổ vận nguyệt cất giọng thâm trầm dư mộng hàn nghe như thế thần sắc mới thả lỏng trong lòng những người dư phụ cũng cảm thấy yên tâm không nói thêm gì nữa chân nhân cùng ba vị cung phụng vương sa lâm người nhà của ta đành trông cậy chư vị bảo vệ giúp vậy sau này tiểu nữ tu luyện thành công chắc chắn sẽ không quên ơn của các vị dư mộng hàn dịu dàng thi lễ với ba người bạch thạch cùng ba người tu sĩ cung phụng của dư gia thất tiểu thư nói vậy là khách sáo quá rồi chúng ta dù sao cũng là cung phụng trong dư phủ được dư tướng quân cùng tiểu thư đối xử rất tốt ngày hôm nay dư phủ gặp phải tai họa như thế này tất nhiên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ người nhà của tiểu thư rồi đám người thiếu phụ áo đen tự nhiên nhận lời không dám chậm trễ còn luôn miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ cẩn thận cho mọi người trong dư phủ mặc dù bọn họ không đến được lãnh diễm tông nhưng dư mộng hàn dù sao cũng là đệ tử nội môn của đại tông này chỉ cần xây dựng tốt mối quan hệ này Tất nhiên về sau sẽ có nhiều lợi ích không nhỏ. Bạch Thạch chân nhân tỏ vẻ bối rối, theo bản năng lén nhìn về phía Hàn Lập. Bạch Thạch đạo hữu, người đã ở dư phủ lâu như thế, cũng nên đi theo bọn họ một chuyến thì hơn. Hàn Lập đang chơi đùa với chiếc túi chữ vật, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thạch chân nhân, vừa cười vừa nói. Lúc này Bạch Thạch, chân nhân mới tươi cười, vui vẻ đáp ứng. Mộng Hàn xin đa tạ bốn vị. Dư Mộng Hàn ra vẻ không nhìn thấy chuyện vừa rồi, cúi người thi lễ tạ ơn đối với bốn người sau khi mọi việc đã được quyết định mọi người dư gia lập tức bắt đầu thu dọn gom góp toàn bộ vàng bạc chân bảo trong nhà hàn lập bỏ chiếc túi chữ vật vào trong ngực áo sau đó đi đến bên thi thể của thanh niên âm hiểm nhặt lấy một cái túi chữ vật khác còn phần những món đồ trên những tên áo đen còn lại hắn chẳng thèm để mắt đến đám người bạch thạch chân nhân thấy vậy tự nhiên vui mừng đem đồ vật trên người đám áo đen thu lấy không biết hàn đạo hữu có kế hoạch gì tiếp theo không cổ vận nguyệt đến bên cạnh hàn lập nhẹ nhàng hỏi lần này hàn mỗ đến thành minh viễn hoàn toàn là ngoài ý muốn bây giờ lại va chạm với đám người thiên quỷ tông tất nhiên là muốn rời xa nơi này một chút hàn lập trả lời lệnh nhạt hiện tại đạo hữu đã nhúng chân vào vũng nước đục này lại còn giết chết tề minh hạo nếu muốn thoát thân chỉ sợ không phải là việc dễ dàng với thế lực của thiên quỷ tông sẽ nhanh chóng tìm ra đạo hữu thôi cổ vận nguyệt cười hắc hắc một tiếng sau đó trả lời cổ tiên tử nói như vậy là có ý gì hàn lập không mảy may dao động mà chỉ hỏi lại nếu Hàn Đạo Hữu không chê, chi bằng gia nhập lãnh diễm tông. Lãnh diễm tông chúng ta luôn hoang nghênh các cường giả tán tu gia nhập. Có thể đơn giản giết tu sĩ Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão ngoại môn. Thiếp thân rất vui lòng tiến cử Đạo Hữu. Cổ vận nguyệt chăm chú nhìn Hàn Lập sau đó trả lời. Sư phụ ta nói rất đúng. Nếu Hàn Đại ca có thể gia nhập lãnh diễm tông, đối với nhạc nhi muội muội cũng có lợi nhiều lắm. Dư mộng Hàn nghe đến đó, trong lòng khẽ động, đánh tiếng khuyên nhủ. Hàn Lập nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, có chút do dự. Liễu Nhạc Nhi chớp chớp cặp mắt đen to tròn, có chút mơ màng. Nếu như thiếp thân không nhầm, khí tức của Hàn đạo hữu lúc này có chút bất ổn, hình như trên người có thương tích. Vừa lúc thiếp thân có mang theo một viên vọng tê đan, đây chính là thánh dược chữa thương nổi tiếng tại linh hoàn giới. Cổ Vận Nguyệt tỏ rõ thâm ý, đối với Cổ Vận Nguyệt, lần này đã giết chết hai gã tu sĩ kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, trong đó còn có con cháu của một tu sĩ hóa thần kỳ chắc chắn sẽ bị đối phương chặn giết trên đường trở về lãnh diễm tông mặc dù người thanh niên trước mặt có chút thần bí nhưng nếu có thể cùng đi nhất định sẽ là một trợ giúp cực lớn nhạc nhi ngươi có bằng lòng đến lãnh diễm tông cùng ta hà lập sờ lên cái cằm bỗng nhiên quay lại hỏi liễu nhạc nhi với tu vi của cổ vận nguyệt thì phân phận hồ yêu của liễu nhạc nhi rõ ràng không thể giấu được bất quá lúc trước khi hắn sư hồn bạch thách chân nhân biết được rằng mặc dù hai tộc nhân yêu tại linh hoàn giới rất xa cách, nhưng trong một vài đại tông môn, những cao giai tu sĩ đều mang theo một ít yêu tộc bên người chuyện rất bình thường, do đó Liễu Nhạc Nhi đi lãnh Diễm tông không có vấn đề gì cả. Ta nghe theo ca ca. Liễu Nhạc Nhi hết nhìn Cổ Vận Nguyệt, rồi lại dư mộng Hàn, sau đó rụt rè trả lời, "Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi đâu." Hàn Lập nghe vậy thì cười cười, xoa nhẹ đầu thiếu nữ, "Ta biết ca ca sẽ bảo vệ muội mà." thiếu nữ gật gật đầu thở ra nhẹ nhõm nhoẻn miệng nụ cười vậy thì hàn mỗ xin làm phiền cổ tiên tử xin dẫn đường tuy nhiên không biết tiên tử có thể đưa ra viên vọng tê đan như đã hứa hay không hàn lập nhìn cổ vận nguyệt không khách khí trả lời đương nhiên không thành vấn đề trong lòng cố văn nguyệt vui vẻ không chút do dự lấy ra một bình ngọc màu trắng đưa cho hàn lập hàn lập tiếp nhận bình ngọc rồi khẽ mở nắp đặt dưới mũi hít nhẹ một hơi sau đó gật nhẹ đầu cổ vận nguyệt thấy vậy vui vẻ tươi cười mọi người dư ra giờ phút này đã thu thập xong ngoại trừ đại lượng châu báu còn dẫn theo mấy cỗ xe ngựa lúc này đám người bạch thạch chân nhân cũng đi tới hàn tiền bối ta bạch thạch lão đạo đi đến bên cạnh hàn lập trần chờ muốn nói gì đó người chuyên tâm bảo hộ người nhà họ dư là được những chuyện khác không cần phải xen vào ngoài ra ta còn có việc cần ngươi đi làm hàn lập phất tay về phía đối phương rồi khẽ mấp máy môi truyền âm nói gì đó bạch thạch lão đạo nghe xong thì khẽ giật mình gật đầu liên tục lúc này dư mộng hàn cũng đi tới bên cạnh cổ vận nguyệt nhẹ giọng nói sư tôn giờ này có lẽ cửa thành đã đóng làm phiền người ra tay giúp đưa các nàng ra khỏi thành cổ vận nguyệt nhẹ gật đầu vung áo bào lập tức một mảnh xương trắng bỗng nhiên xuất hiện rồi ngưng tụ thành một đám mây trắng lớn nhắc tất cả mọi người cùng bay lên trời phần lớn đám người dư gia chưa bao giờ trải qua chuyện thần kỳ như thế này liền vội vàng bám chặt vào chiếc xe ngựa vài người non gan thì sợ hãi la hét không thôi. Trong chớp mắt, đám mây trắng bay vút ra ngoài thành, rồi đáp vững vàng xuống con đường bên ngoài thành. Mẫu thân, thẩm thẩm. Giây phút sắp phải chia ly, mặc dù Dư Mộng Hàn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không tránh hỏi xúc động, đau buồn, đứng lại ôm người thân tiễn biệt. Gia quyến cùng mẫu thân của Dư Tiểu Thư rưng rưng nước mắt, ân cần khuyên bảo Dư Mộng Hàn phải chăm sóc bản thân thật tốt. Một lúc lâu sau, các nàng mới lưu luyến chia tay bốn người bạch thạch chân nhân hộ tống mọi người dư ra đi về hướng đông, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Dư mộng hàn ngơ ngẩn nhìn thân nhân đi xa, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt rồi khẽ thở dài. Chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian lên đường thôi. Cổ vận nguyệt đợi một lúc, rồi phất tay lên, phóng ra một chiếc linh thuyền màu xanh nhạt. Linh thuyền dài 4 năm trượng, hình dạng có chút kỳ lạ, vừa cong cong như vầng trăng lại có hình dáng như chim phượng. Thân thuyền khắc chữ linh văn màu xanh, phát ra dao động linh lực nhạt nhạt, rõ ràng không phải phàm vật bình thường hàn lập kéo liễu nhạc nhi lên linh thuyền dư mộng hàn hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình bình rồi cũng bước lên linh thuyền cổ vận nguyệt phất tay phóng ra một đạo pháp quyết linh thuyền lập tức tỏa ra một tầng hào quang màu trắng phóng lên trời hóa thành một đạo bạch quang bay đi xa